cho chị mất cái điện thoại của chị Thơ nữa. Đợi chị xíu nha, chị chia sẻ xong đổi điện thoại cho chị Thơ làm cái này. Rồi, hello mấy chị nha, chia sẻ livestream lên giúp em. Chia sẻ livestream lên giúp em nha mấy chị ơi, chia sẻ livestream lên giúp em, chờ em một xíu nè. Em share livestream cho mấy người yêu yêu vào cái đã. Rồi mấy chị chia sẻ lên giúp em nha. Chia sẻ lên giúp em. Dung ơi. Cho chị miếng nước đi vô. Rồi ok mấy chị, chia sẻ livestream đi giúp em. Chị nào đang xem được livestream mấy chị chia sẻ livestream đi giúp em nha. Chia sẻ livestream đi giúp em nè. Rồi chị cảm ơn Rose Nguyễn nha. Rồi mấy chị chia sẻ livestream đi giúp em nha. Chị nào xem được livestream mấy chị chia sẻ lên giúp em nè. Dung hả? Dung bỏ cho ông bé Ngọc Hiền kia là 10 bàn chải đánh răng kìa Dung kìa. Nói trong tin nhắn nè. Đây là chị không nói nè. Rồi con hello cô Châu Minh, hello Khởi Quỳnh. Rồi hello Nguyễn Phụng. Rồi mấy chị chia sẻ livestream đi giúp em Dung ơi. Vô đây phải chị đi Dung. Em lấy 10 bàn chải Hiền á, 10 bàn chải nó răng than tre, 10 bàn chải nó răng người lớn Thái á. Rồi mấy chị chia sẻ livestream với giúp em nha. Hàng nhiều quá em phải ráng cố gắng like thiệt nhanh. Không là hàng quá trời xong Dung cho chị miếng nước luôn nha. Để coi thử coi. Tùm lum hết trơn mà không biết nữa mấy chị, để coi thử mấy chị có quà mua cho đủ đơn không. Rồi mấy chị chia sẻ livestream giúp em nha. Bây giờ em sẽ lên nè mấy chị nè. Sẽ lên hàng. Áo thun nam hay áo thun nữ đây? Áo thun nam hay áo thun nữ? Rồi bây giờ mấy chị chia sẻ livestream giúp em. Đầu livestream là em sẽ bán sạch sẽ. Rồi mấy chị chia sẻ livestream giúp em nha. Đồ quá nhiều và quả nhiều. Rồi mấy chị chia sẻ livestream với mấy chị coi này hàng mà bao nhiêu là lớp luôn á.
đấy, té khói té xỉu luôn. Rồi mấy chị chia sẻ livestream đi các bạn nha. Rồi đầu livestream em sẽ bán cho mấy chị là giá là 5.000 nha. Áo thun nam bây giờ còn size bự không à? Áo thun nam còn size bự chà bá luôn. Để chị in thử phiếu thử nó có được không? Có chạy phiếu không? À có chạy ha, rồi ok. Rồi mấy chị, đầu dùng cho chị miếng nước nha. Đầu livestream em sẽ bán tặng cho mấy chị là giá 5.000 nha. Rồi form này là 65kg mặt vừa, mấy chị chốt lên giúp Hoàng là tay dài 5.000. Rồi 65kg trở lại mặt vừa, đồ bé là Hoàng còn mớ nha, xíu nữa chị nào mà ngày hôm qua chưa mua được là đợi xíu Hoàng like cho. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là tay dài 5.000 nè, chia sẻ livestream lên nha cả nhà nha. Cái hàng 5.000 này là bán lỗ, cho nên mấy chị nhớ là chia sẻ livestream nè, Hoàng bán cho khách là 29.000 này vẫn còn giá nè. 29.000 Hoàng bán cho khách á, nhưng mà giờ Hoàng tri ông mấy chị 5.000. Mấy chị nhớ là chia sẻ livestream với Hoàng nha. Hàng bé hàng shop hả chị? À, nói chung là hàng bé nhỏ ấy, nó cũng phải là hàng shop, nói chung là hàng xưởng may ra nhưng mà ok. Rồi tay dài nha mấy chị nha, có đồ bộ tay dài tay có hay. Tay dài ok cho Kim Dung 5.000 này. Có đồ bộ tay dài có, đồ bộ tay dài nhưng mà phong đại nha, phong bự 55 đồ 55kg trở lên nó mặc vừa. Bé là bé gái, mấy cái bộ bé size nhỏ á. Đồ bộ bé đi chị hả? Rồi ok, đồ bộ bé đi chị coi hả? Hôm qua còn sót mấy bộ đi. Đồ bộ bé 28.000 nha. Đồ bộ bé 28.000 còn sót mấy bộ nè. Sót mấy bộ là ngày hôm qua nè. Body trắng trên em xem hả? Rồi ok, đợi chị xíu đi. Rồi mấy chị nè, bộ này là LV chữ nha, 28.000. Bộ LB chữ nè. Em 62kg, 62kg thì pyjama đó em mặc ok ha. 62kg là mặc ok đẹp. Pyjama tay dài còn mấy bộ xíu nữa may qua cho chị xã nha Dung nha. Rồi mấy chị nè, đây bộ này là bộ bé, bé cỡ 38, 37kg là mặc cực đẹp. Ngày hôm qua sơ ý mặc đúng không? Vải này vải gấm này. Còn sót mấy bộ thôi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ chữ nè ha. Bé cỡ tầm là 40kg trở lại là mặc ok. Rồi 30-40kg mặc ok nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là bộ chữ 28.000. Bộ ngố còn em xíu nữa chị Hoàng like. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ chữ 28.000 nè. Hai chị nào lấy chữ chốt lên giúp Hoàng là bộ chữ 28.000 nha. Bộ chữ 28.000. Bộ chữ bé ok cho chị Bình nè. Xíu nữa chị like mẫu cho em lựa cho nó thoải mái luôn ha. Xả hết cho lựa cho thoải mái. Mấy chị chờ một xíu nè. Cái này mấy chị chốt lên giúp Hoàng là thỏ đen nè. Bộ thỏ đen 28.000. Cái này là ngày hôm qua bán là bị sót lại đây chứ hết rồi nè mấy chị nè. Cái này là hết thực sự, không bao giờ tìm ra nữa nha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là cái này là thỏ đen đi. Bé không có quần dài hả Hoàng? Dạ không chị, bộ này bộ lụa đùi thôi chị. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là thỏ đen đó. Ngày hôm qua là chị nào xem lại livestream là thấy con Ri nó mặc đúng không? Cái mẫu này là con Ri mặc hết nè. Rồi chị nào lái thỏ đen, chốt thỏ đen. Mà sáng nay nó cũng đang mặc cái bộ thỏ xanh luôn, mà đi vô nội mất tiêu rồi. Thỏ đen ok cho Hà 10 út nè. Khách sĩ lựa thì cứ lựa đi, rồi Hoàng sẽ cái bộ này Hoàng bán 28 đúng không? Sĩ thì nếu như mà mấy chị lựa được số lượng thì Hoàng giảm cho 1-2 ngàn cho vui thôi mấy chị nha. Chứ còn cái này thì không có lời bao nhiêu luôn. Thỏ đen hết luôn rồi. Cái này mấy chị chốt đi giúp Hoàng là thỏ xanh nha. Đợt này lâu quá hả? Rồi ok, đợi xíu Hoàng xuống livestream Hoàng hối đơn cho. Quá trời đơn mà Hoàng chưa xử lý hết được á. Tẩy mấy giặt cái còn ấy. Cái này là thỏ xanh nè. Đi lúc nãy lúc sáng đi mặc đồ này hả? Rồi thỏ xanh chốt đi chứ Hoàng, 27kg mặc cũng bình thường ấy. 27kg vẫn mặc bình thường mà. Tại vì 27 thì nó cách cái đâu có bao nhiêu ký đâu. Thỏ xanh ok cho Phượng Kim này 28.000 nè. Phượng Kim 28.000 nè. Tẩy lòng mấy giặt sale 25.000. Chị nào lái chốt đi chứ Hoàng. Rồi cái bộ này mấy chị chốt Hoàng là mã số 1 nha. Cái này thì 55kg trở lại mặc vừa này. Người lớn 55kg trở lại mặc vừa. Cũng là giá 28.000 vải lụa. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng nè ha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là mã số 1 nha. Vải rất là đẹp luôn. 30kg vừa ấy. Bé chị ba mấy ký vừa mà. Ủa Hoàng, mấy chị Hoàng báo là từ 30kg cho đến 40kg. Là mấy chị cứ nghe cái form đó là mấy chị cứ mua. Ngày hôm qua chị nào xem livestream, mấy chị có xem lại livestream không? Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ này là bộ dây đi ha. Bộ dây đi. Chị nào lấy bộ dây chốt bộ dây nha. Không có sơ mi nha. Bộ dây ok cho Kiều Thủy nè. Chị à Dung, mới lấy bộ mới mặc hả? Con yêu tinh. Mã số 1 ok nè. Mã số 1 còn bộ nữa nè. Cho Thanh Hằng nè. Thanh Hằng này khách mới hả ta? Khách mới cho Hằng số điện thoại địa chỉ nha. Bột tẩy lòng mấy giặt nè. Cái này thì mấy chị phải mua. Hết nha, hết hết. Mấy chị hỏi là hết liền. Trời, ngày hôm qua là cái mẫu này là mình cả 100 bộ luôn mấy chị. Mà bán hết liền trong vòng một tức tắc
thôi, không nói xạo mấy chị đâu. Tại vì đồ bán nhỡ mà cỡ như con ri là cực kỳ khó mua. Không tin mấy chị coi lại livestream ngày hôm qua đi, mấy chị kéo lướt lướt coi phải đúng vậy không. Rồi mấy chị nè, chốt này với Hoàng nha. Cái này là bột tẩy lòng máy giặt, Hoàng xe cho mấy chị nè, giá 35 nha, xe mấy chị 25 ngàn. Chị nào cũng phải mua, tại vì bây giờ mình không mua Tết, mình mua là không bao giờ có hàng. Ngay từ lúc này mình mua mình để dành, mình tẩy lòng máy giặt xong rồi, mình giặt quần, giặt áo nó mới sạch hơn. Đồ nó không bị nhăn nheo, nó sạch hơn, nó tiết kiệm được bột giặt hơn ha. Tại vì cái lòng máy giặt nó dơ quá, mình có đổ nhiều xà bông mình cũng cảm thấy là nó không có ăn thua gì hết. Rồi mấy chị chốt Hoàng là bột tẩy lòng máy giặt, bây giờ mua thôi. 2 tháng nữa là Tết rồi, mấy chị chốt lên giúp Hoàng. Lát em đi chợ ghé lấy. Còn hộp chỉ màu, hộp chì màu không chị, để em một hộp. Hộp chì màu là sao? Hộp bút màu á hả? Hộp bút màu hay sao em? Chì màu là chị không hiểu. Nhà chị là một á, là bút màu, một bộ 150 chi tiết. Hai là một cái hộp bút viết của bé ha. Chứ còn mà mấy chị mà cái bụt chì màu là không biết luôn. Chì mà còn màu là sao, tôi chưa hiểu khúc này. Rồi nước lau nhà hết mấy chị. Tuyến hình này ok nè, tẩy lòng máy giặt nè. Rồi may tím 1-2 bịch tẩy lòng máy giặt này ok, khởi quỳnh tẩy lòng máy giặt. Chị nào lấy tẩy lòng máy giặt mấy chị chốt đi. Trước khi giờ á là mấy chị mua về mấy chị tẩy cho cái lòng sạch đi, xong rồi để mình giặt hết đồ Tết xong rồi mình ấy đây. Bộ hộp màu 150 chi tiết ok, hộp màu 150 chi tiết còn không mang xuống chị sale em. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Bột tẩy lòng máy giặt 25 ngàn, bán giá mà hủy diệt luôn á, giá sỉ nó cũng không bán lại, tại vì cái này ngoài thị trường bây giờ người ta sẽ bán tầm là 35-39 đó. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng. Bộ màu 150 chi tiết còn xem mấy chị là 59 ngàn luôn, còn 3-4 bộ thôi. Chị nào mua chốt nhanh mới có hàng nha. Một bộ màu 150 chi tiết, một bộ màu là 150 chi tiết mấy chị, nói chung là đầy đủ hết ha. Màu nước rồi màu chì rồi màu sáp, màu từ lưa hột dưa hết, kéo mất rồi ghim bấm rồi thước rồi gum rồi đầy đủ hết rồi. 59 ngàn, chị nào lấy chốt lên với Hoàng, giá xả kho hủy diệt luôn, còn 2-3 bộ xả luôn cho mấy chị này, giờ shop cho dễ. Rồi chị nào lấy mình chốt lên với Hoàng nha. Bộ màu 59 ngàn, mấy chị đi ra chợ mình mua cho con mình cái bộ màu, mấy chị mới biết mua cái bộ màu éo vậy nè, xíu xíu vậy nè mà hết mấy chục ngàn rồi, còn nguyên cái set bộ màu này thì làm gì mà có mấy chị. Rồi chốt lên dưới Hoài nha. Rồi hai bị tẩy lòng máy giặt ok, chị băng tâm một bộ màu cho bé Hoàng Kim ok, xuống lại Hoàng hối hàng cho nha. Rồi còn máy rửa mặt không chị, để bộ màu thanh hàng có rồi em. Cái máy rửa mặt của thương hiệu Forever ấy, máy rửa mặt tạo bọt thích thích á, em chuẩn bị ghé shop em ơi. Đồ của bé Thanh Hằng em để riêng ra đi, chuẩn bị ghé shop lấy rồi ok. Chị nào chuẩn bị ghé shop thì nói Hoàng, nói nhân viên nó để hàng ra ngoài cho nó nhanh, chứ không nó soạn vô trong mấy cái bao chút nữa là tìm là muốn xỉu luôn á. Rồi ok, một bộ màu ok, da hân huỳnh này. Khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ, chị nào khách ghé là mình cũng sẽ cố gắng tranh thủ ghé sớm giúp Hoàng nha. Cái này là mình sạc pin nha mấy chị nha, cái này nè mình sạc pin vô đây, ở đây cái dây sạc trong đây nè mấy chị nè ha. Mình sạc pin xong rồi mình nói chung là mình cắm vô cái cốc sạc là cái cốc của cái điện thoại đó, còn cái dây sạc là mình sạc vô đây nè. Mình sạc nhiều xong rồi bắt đầu khi mà mình rửa mặt á là mình cho bọt, ví dụ như mình cho sữa rửa mặt lên đây đúng không, làm ướt mặt cho mặt bọt sữa rửa mặt lên đây, sau đó mình ấn là nó có rung nè, mọi người nghe rung không. Sau đó là mình sẽ massage rửa mặt như vậy nè, vừa rửa mặt vừa massage, ví dụ như mình kéo cho cái này nó lên đây nè. Vậy á mấy chị, mình thấy nó đơn giản vậy thôi đúng không? Nhưng mà rửa mặt cực kỳ sạch không nói, mà da của mình nó sẽ không có vết nha. Mấy chị có tin là có những người mà bằng tuổi Hoàng chỉ cần cười ra vậy thôi nè, chỗ này nó nhăn hết luôn, nhăn hết luôn, nhăn hết luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng, mà cái này còn 2-3 cái này. Chị nào lấy chốt Hoàng là máy rửa mặt xem mấy chị giá bao nhiêu ta. Bữa nha, chết mẹ rồi, không quên giá rồi, xe 45.000 luôn đi. Em biết em bán lỗ cha rồi. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng, em bán lỗ mẹ nó cũng kệ cha nó đi, em không biết đâu. Rồi chị nào lấy chốt em là máy rửa mặt còn có 2 mấy cái em xả đại đi, rồi về hàng mới tính tiếp. 45 ngàn là bán lỗ te tua sờ mướp luôn. Máy rửa mặt thương hiệu Forever 45 ngàn. Rồi lấy chốt đi chú Hoàng nha, từ từ đợi Hoàng xíu em. Có chứ, từ từ mọi người. Có không chiều ghé shop lấy nha, có chị, em chốt đơn là có hết đó mấy chị. Rồi ok, một bộ bầu Duy Nguyễn này, khách mới này ok, cục cưng này. Chị lấy cho em 5 miếng rửa chén với một bộ chơi rút gỗ ok. Bộ rút gỗ không bán lỗ quá trời luôn. Bên mình bán sạc điện thoại gì về chị? Rồi ok, máy rửa mặt Kim Dung 2 cái cho bé dán đi. Bên mình là vừa bán sạc là Apple và sạc iPhone. Sạc iPhone là sạc nhanh, trong vòng cỡ 1 đến 2 tiếng hồ là nó sẽ full đầy pin. Còn lại sạc Apple thì nó cũng dạng là sạc thường thôi, nó cũng chưa có phải là nhanh lắm nha, phải là nhanh quá nhanh. Rồi chị nào lấy chốt lên chứ Hoàng. Cái bộ rút gỗ này nè, lỡ rồi thì bán thôi. Mấy chị có tin là Hoàng nhập vô giá 24 ngàn á.
mà đăng giá bán 29.000, mà bữa kia vui vui trên livestream á, sale mấy chị 19 rồi, giờ mấy chị hoài hoài, nhưng mà bán hết lúa này là không dám về luôn, về bán lỗ nè. Còn cỡ mười mấy bộ gỗ nữa, chị nào lấy chốt hoàng là bộ rút gỗ nha. Rồi, sạc iPhone là nguyên vừa cốc sạc và dây sạc luôn á, là xem mấy chị là 95.000 luôn. Em ơi, cho chị mượn cái dây sạc cốc sạc của iPhone đi, nhà Hoàng là đang xài đó mấy chị, nhà Hoàng là đang xài luôn. Tại vì điện thoại của Hoàng á là làm việc xuyên suốt từ tối đến sáng, mà từ sáng đến tối, chỉ rảnh đúng một lúc buổi trưa nhân viên nghỉ, Hoàng mới nghỉ thôi, là ăn cơm ăn nước là cắm vô, trong vòng một tiếng hồ là đầu và chiều nó full lại đầy pin mới làm việc kịp. Chứ còn nếu như á mà không sạc bằng cục sạc nhanh đúng không? Sạc cục sạc thường thì nó thật mấy chị, chứ sạc từ tối đến sáng nó mới đầy, mà sạc từ sáng thì lại đến chiều nó mới đầy thì là quăng luôn cái điện thoại hết làm được luôn. Sạc này là sạc nhanh giúp Hoài nha. Cục sạc iPhone là cục sạc nhanh. Mấy chị thấy cái chui này là mấy chị biết sạc nhanh rồi gì nữa. Chị nào mà xài xanh điệu nhìn là biết. Cái chui này, cái cốc sạc này là dành riêng cho cốc sạc nhanh. Đây, đó nha. Còn cái cốc sạc của iPhone mà cái loại không phải cái chui này mà cái chui bự đó, là cái đó là cốc sạc của điện thoại iPhone thường thôi. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là cốc sạc iPhone nha. Đây, nhà Hoàng thì đang xài bản này luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng cốc sạc ha. Cái này iPhone là xe mấy chị 95, còn mấy bộ nữa thôi, xả luôn cho hết. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng dây phone 11 đúng không chị? Chị cũng chả biết dây phone bao nhiêu, nhưng mà nói chung là chồng chị xài 10 thì thấy vẫn xài đó. Nói chung là mọi người quan trọng cái chui thôi, chứ Hoàng cũng chả biết nha. Cái chui này nè mấy chị nè, đó, thấy thì mua nha, chứ Hoàng cũng chẳng biết. Tại vì nhà Hoàng không có ai xài iPhone 11 hết nên không biết mấy chị. Xài tới 10 là thấy khô máu rồi, không có tiền mua iPhone 11 luôn. Rồi mấy chị, nước rửa chén là hết rồi, gạo lứt táo đỏ hết. Một sạc rồi mấy chị, chốt lên với Hoàng nha. Hai cái là bé dán tiền, là hai cái rửa mặt cây. Một sạc iPhone chị Hoa Hiền Hoa Hồng, ok. Của chị Hiền Hoa Hồng là bữa tụi em hai bộ rút gỗ, ok cho bé Trắng May của em. Chị Hiền Hoa Hồng bữa tụi em nói là chị có gì á hả? Dép hả? Hai đôi dép đi nhà hả? Rồi mấy chị chốt đi giúp em là sạc iPhone nha. Tại vì nhà Hoàng xài tới 10 là thấy khô máu rồi. Bà chồng bà mua cái iPhone 10 cách đây 2 năm về trước, mà mua hết 30 triệu là thấy là muốn xỉu luôn. Hoàng là không dám mua rồi đó. Rồi ok ok cho Huệ ông này. Một bộ rút gỗ 5 miếng rửa chén, ok ok Trắng May nè. Rồi mấy chị để Hoàng qua nha. Đơn của em chưa thấy chị ơi, ngày hôm qua chị báo với bưu cục rồi đó, không biết nữa, không biết là tụi nó có làm mà lạc lối đi mua không, không biết nữa nha. Hôm bữa chị không đọc tên nên tưởng không có hả? À bây giờ không, em không biết luôn, em nói chung là em không có đọc tên hết đâu mấy chị, nhiều khi comment chạy nhiều quá em không đọc tên hết đâu. Rồi mấy chị ha, mà em bữa là em soạn dép đi trong nhà đó, thì em thấy là cái đơn của chị, thay vì khách mới thì em sẽ xả rồi đó, khách mới là em xả liền ngay lập tức thôi, mà khách cũ nhân viên em nó bỏ ra, nó kêu chị này thấy lâu cái tới, mà em nói thôi chị này khách quen thì cứ để đó ri à, xuống chơi đi, không có hỏi mẹ lung tung nha, mẹ đang livestream hỏi nữa cái mẹ quýnh chết á. Bán dầu xả đồ máy giặt đó chị, dầu xả đồ máy giặt là sao ta, cái khúc này sao hơi rối rối á. Nói chung là xả vải thì xả vải nha, giặt đồ là giặt đồ, còn dầu xả đồ máy giặt là cái khúc này chưa hiểu. Dầu cái xả đồ thì mình muốn xả tay thì xả, mà muốn xả máy giặt là xả, muốn xả cái gì thì xả, mà không xả thì thôi ha, chứ nó không liên quan gì hết trơn á. Tại vì nếu như làm máy giặt thì nó không có cái khoang để chứa nước xả, mà mình xả tay thì cái nước cuối cùng mình đổ nước xả vô, nó không có ảnh hưởng gì cái khúc máy giặt đó, nên Hoàng chưa hiểu cái đó. Rồi cái bộ nhúng này mấy chị nè, xả mấy chị giá 25.000, hôm qua con ri mặt mấy chị thấy đẹp không, còn sót lại nha. Bộ này là lụa, xả mấy chị là giá 25.000, ri lấy bộ này ha. Rồi ok, rồi im lặng cho mẹ bán đồ nha, hỏi lần nữa mẹ quýnh á. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ nhúng 25.000. Nhúng này là có màu hồng nè, màu cam đất nè, màu xanh nè, chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Nhúng mấy chị, chốt nhúng kèm màu vô 25.000. Cái này là từ 30kg nha cho đến dưới 50kg mấy chị mang vừa, vải lụa nha. Ngày hôm qua ri mặt mấy chị thấy rồi đó. Đây nè, một bộ nhúng màu hồng Doraemon. Rồi tiếp đến là nhúng màu xanh, tiếp đến là nhúng màu cam đất. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng 25.000 một bộ. Bé mà nhỡ nhỡ như seri là mặc cực kỳ đẹp luôn, vừa y phom luôn mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là bộ nhúng kèm màu vô mấy chị nha. Nhúng kèm màu vô mấy chị yêu ơi. Rồi ok, nước xả thì mang nước xả vô đây chị xả em. Rồi chị nào lấy, Ri à, Ri đừng có nói nữa, Ri nói nữa là mẹ cho Ri ăn đòn có luôn á. Im lặng cho mẹ bán hàng, cứ comment lung tung. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là nhúng kèm màu nha. Nhúng kèm màu nha mấy chị nha. Rồi ok nè, nhúng 5 bộ chị Hà 10 út nè, 1, 2 nè, 3 nè. Em lựa chị 5 bộ mà nó cũng phải trùng màu nha. Rồi ok nè, cho chị Hà 10 út nè. Ok nè, Hà 10 út là 5 bộ nè. Rồi ok nè, nhúng màu hồng 2-3kg, chốt ký Hoàng không chốt nè. Nhúng
Nguyễn Thị Trúc An là cam đốc này, cam đốc là khách mới, cho Hoàng số điện thoại địa chỉ này. Nhúng xanh hết rồi Gia Hân Nguyễn ơi, hai bộ màu sáng hả? Em ơi đổi cho bé Hoàng Kim hai bộ màu sáng đi. Rồi bây giờ Hoàng còn màu hồng thôi, chị nào lấy hồng chốt hồng nha. Cái này mấy chị đừng có chốt ký, tại vì Hoàng đâu có bán theo ký chính xác đâu. Nói chung là con mình ví dụ như 25kg, 23kg thì nó phải hơi rộng rộng hơn xí. Nhưng mà mình thích thì mình mua. Chứ còn mấy chị Hoàng không có bán chuẩn theo số ký nha. Đồ sale mà 25.000 mà mấy chị kê chuẩn theo số ký rồi lỡ về không vừa mấy chị bắt đền chết luôn á. Cái bộ đó là của con Ri một bộ nè em nè, để lại cho con Ri một bộ. Hoàng Kim là em lấy hai bộ hai màu cho con bé. Đúng rồi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng Phượng Kim ra bill cho em một bộ màu nhún hồng nữa rồi. Cái này em hết luôn á. Cái này em hết luôn mấy chị nha. Chị nào chốt sau là không có đâu. Cái bộ nhún này ngày hôm qua có còn không em? Bộ nhún em đó đó. Còn bộ nào không thì mang ra cho chị cho khách luôn. Rồi cái này là bộ ngố nè, để chiều em lấy nha nè. Nguyễn Thị Trúc An là chiều lấy luôn em nè. Khách nào ghé lấy là mình nhớ để ra khu vực ghé liền. Lỡ mà khách giấy bất ngờ là mình cũng khỏi lộn xộn mà nó khỏi lột vô. Cho em xem dầu xả đi chị, rồi ok mang cái nước xả qua đây cho chị. Nước xả mà mấy nữa. Nước xả mình đi đem cái ca nước giặt vô cho chị Hoàng Chi. Rồi nước xả mấy chị nha. Sáng nay nghe giọng chị lạ lạ hả? Cũng rứa à. Rồi mấy chị chốt lại giúp Hoàng nha. Chắc là hơi viêm họng nhẹ rồi. À, nước xả này xem mấy chị là 39.000 một set. Một set là 3 gói như vậy nè. Tương đương là thể tích là 1.8 lít luôn. Hàng Thái Lan chuẩn siêu thơm. Ngửi ngoài cái bị thôi là thơm phất rồi, chứ không phải là hàng nhái nha. Hàng nhái gớm, xả hết nước xả còn chưa nghe thơm nữa. Cái này còn có màu đỏ này, màu hồng, màu tím, màu xanh. Chị nào muốn xài màu nào thì xài nha. Ok, đồ chị đang mặc là 55.000, chị nào lấy thì chốt luôn. Chai hả? Chai thì không có, xả chai không có em. Xả chai không có, chị đang bán xả túi nha. Rồi bộ Hoàng đang mặc 55.000, phôm tới 75kg mặc vừa luôn. Phôm này 55 đến 75kg mặc vừa, chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. Rồi, mấy chị chốt lên giúp Hoàng là bộ 55.000. Rồi ok, lấy thì chốt nha. Bộ giống Hoàng đang mặc 55.000. Rồi, chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là xả túi nha, xả túi. Xả can là không có. Xả can là bây giờ không có xả can luôn hết rồi. Xả túi nha mấy chị nha. Còn máy xét xe mấy chị là 39.000 nha. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Rồi, bộ 55 ok cho Phượng Kim nè. Bộ 55 ok cho Phượng Kim nè. Bộ 55.000 cho Phượng Kim. 55kg cho đến 75kg mặc vừa luôn. Chui cha đẹp ơi là đẹp luôn. Ok, Phượng Kim ra bill cho em. Rồi ok, một set cho mây tím. Em muốn lấy set màu gì em ơi, để nhân viên lựa luôn. Có màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu tím. Mọi người thích màu gì thì cứ lựa màu đó. Khi nào nó hết màu Hoàng bán ngẫu nhiên. Rồi xả túi 2 bị hả? 2 set đó hả? Xả túi 2 set cho bé Hoàng Kim nha. Áo thun nam giờ còn sai bự trò bó không. Rồi đây, cái màu Hoàng đang mặc là một này. Với lại nó có cái hoa màu xanh xanh này nữa nè. Hoa của Dũng Hoàng đang mặc là kiểu như hoa màu vàng vàng nung nung hay sao. Cái này là hoa màu xanh nha, chị nào thích thì nhích. Rồi 55.000 một bộ, vải là vải lụa nha, có co giãn. Hàng mà big size Dũng Hoàng mặc thì xin lỗi mấy chị chứ mua mắc lắm. Hoàng bán mấy chị 55 thôi, chứ mấy trước mà Hoàng muốn mặc những cái mẫu này Hoàng đi mua của người ta đó, là toàn là giá mấy đứa nhân viên nó biết mà. Hoàng đặt những cái mẫu này về toàn là giá trăm mấy không á. Tại vì Hoàng béo, Hoàng thích mặc như vậy nè. Nó thoải mái, nó giấu được cái bùng bụng thoải mái, hiểu không? Mà size như Hoàng đang mặc gọi là big size với chị. Tại vì Hoàng tới 70kg lận mà mấy chị thấy mặc gọn không? Thì là mắc tiền, chứ không phải rẻ đâu. Bộ này là bộ xanh này, chị nào thích lấy xanh chốt xanh. 55.000 bộ. Vậy mà đến khi Hoàng bán cho khách có 55.000, Hoàng bán Hoàng còn bất ngờ luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Cho em bộ như chị ok, Hoàng Kim nè. Bộ như chị nè, mặc thoải mái đẹp. Tết giờ đến bài Hoàng nói thiệt, cái nhà mình có tiệc tùng đúng không? Mình nữa hả, nấu ăn nó đồ nó thoải mái lắm. Nè có túi đàng hoàng luôn mấy chị. Thì Hoàng là chuyên mặc những mẫu này mấy chị để ý coi. Hoàng cảm thấy là nó thoải mái cực kỳ. Nhà mình có tiệc có đồ mình đứng lên ngồi xuống nó sướng gì đâu á. Chứ còn mà mặc chật chật là Hoàng chịu không nổi. Mà đã vậy mình có bụng á, mặc như vậy giấu bụng luôn. Sướng ơi là sướng luôn. Rồi chị mua lấy thì lấy, không lấy thì thôi, mình khỏi lấy luôn. Rồi chị nào lấy hoa xanh thì chốt hoa xanh nha. Hoa như Hoàng mặc đó là nó là hoa màu vàng đi. Hoa xanh hoa vàng gì kệ cha nó đi, ai biết đâu. Rồi của bé Hoàng Kim em chốt bộ giống như chị mặc cho em. Có chưa, ra bill cho em. Rồi đúng không? Bây giờ chị qua bộ khác. Trâm Hoàng bộ 55 là mẫu gì em? Hà 10 út 3 bộ ok. Rồi ra xe Nguyễn là hoa vàng hoa xanh ok. Bộ như em mặc, bộ như Hoàng mặc ok. Bộ màu xanh cho Kim Dung ok. Chị Bình hoa xanh ok. Rồi rồi bỏ ra đi em. Rồi chốt hết cho khách đi, chắc hết luôn rồi đó. Rồi đây mấy chị nè, hoa màu xanh thì nó có ren nha. Cái tay nó có ren, còn cái mẫu này thì nó không có. Mà thích thì lấy thôi. Hoàng thiệt là rẻ quá trời rẻ. 55.000 mà vải lụa chứ phải vải KT. Bộ này mà mấy chị tìm ra được Hoàng mới lạ luôn á, thiệt luôn á. Đây,
dễ thương cực kỳ luôn. Lái thì lái, không lái thì thôi. Rồi bộ màu vàng cho Huệ Âm. Rồi nha, hoàng qua mẫu nha mấy chị nha. Chị nào muốn lấy nước xả thì chốt nước xả. Nhớ là mình thích màu thì mình comment màu, còn không thích màu là nhân viên hoãn lấy ngẫu nhiên. Không thích màu là nhân viên hoãn lấy ngẫu nhiên màu nha, tại còn ít á. Đó, rồi ok ok. Rồi trăm hoàng là lấy hoa xanh nha. Rồi ok, cho bộ em mặc là chị băng tâm. Em nhớ đọc comment nha em nha, xả túi nha chị. Ok, may tím em lấy gì. Rồi ok, rồi mấy chị ai thích lấy thì mấy chị comment đến rõ. Và tụi em nhớ đọc comment cho khách đàng hoàng nha. Chốt sai là chết. Tối đa là 75. Nói chung là cái này hoàng xưởng thì nó báo 85kg mặc vừa, nhưng mà hoàng thì hoàng nghĩ chắc 80kg là mặc vừa luôn mấy chị. Tại vì nó rộng thoải mái luôn. Nó rộng thoải mái luôn, 80kg mặc vừa luôn. Tại vì hoàng 70kg rồi mà vẫn rất là thoải mái luôn. Nói chung là xưởng nó báo tới là 80kg, nhưng mà hoàng độ chắc cỡ 75kg thôi, 75-77 cho nó đẹp. Chứ béo nữa thì nó hết độ đẹp luôn rồi. Rồi bây giờ cái bộ gố xám thì hoàng xả mấy chị giá 19.000 nha. Rồi ok ok, ro xe Nguyễn nè. Thiệt chứ cái bộ như hoàng mặc mấy chị thấy đẹp không, thoải mái không? Hoàng đó, hoàng chưa nhiều mẫu này lắm rồi, Tết là sẽ mặc như vậy thôi. Trời ơi, ngày cuối năm á đúng không? Mình dậu dẹp mặc mà em biết nè, mấy cái bộ nó sướng thiệt. Chứ còn mà mặc kia mà đứng lên ngồi xuống không được là hoàng mệt à. Đã béo rồi, bây giờ béo là chưa có bí quyết để giảm béo. Nó thật với chị luôn, béo là chưa có bí quyết để giảm béo. Nhưng mà bây giờ mà mua đồ chật là mặc còn mệt nữa, thở không nổi nữa. Tết thì 2 tháng tới liền, làm sao mà mình có thể giảm được. Bây giờ thôi kệ cha nó đi, mua mặc đỡ đi còn hơn có không. Khi nào nó ốm mua đồ khác mặc sao. Rồi cái bộ ngố xám này, xem mấy chị là 19.000, nó đẹp tuyệt vời nha, mà nó còn ít nha. Ngố màu xám xả 19.000, nhưng mà phơm ngố màu xám này nó sẽ rơi vào tầm là 55-56kg thôi. Cái gì nhớ nha, 55-56kg trở lại nè, 40kg vừa không là nó siêu đẹp gái. Khỏi cần hỏi mấy chị, hoàng báo là báo số ký tối đa mà hoàng canh phơm chuẩn lắm mấy chị. Chốt lại với hoàng nha. Rồi cái bộ hoa vàng dịu hưởng ha, hình như bị hết mẹ rồi. Hết rồi đúng không? Hoa xanh ok nè, cho Ngọc Ly nè. Ai chưa có hai set nước xả bé Ngọc Vi nè. Ngố ok nè, 19.000 nè, bé Nguyễn Trường An nè. Bì Bí nè, Hiếu Hiếu nè. Ngố 5 bộ nè. Rồi cái gì tùm lum hết, hoa giả quỳ gì tùm lum hết vậy. Phượng Kim rồi không biết nữa. Còn bấm tàu lao bí đao chút nữa ra, không có hàng khách chửi nhoi hết. Cái gì em đưa bi chị kiểm coi thử coi, sao em? Màu vàng là hết rồi. Màu vàng là cho em một bộ như chị là Tuyến Huỳnh không có này, Huệ Ông không có này, chị Bảo Thanh không có này, chị Bình không có này, hết hàng này. Rồi đưa chị mẫu khác đi em, đưa chị cái mẫu này đi. Cái mẫu này đi mấy chị, những chị này là bill em bấm ra này, nhưng mà không có nha. Bill em bấm ra rồi nhưng mà không có hàng. Rồi tiếp tục mấy chị thì mình lựa cái khác. Hàng big size mình lựa cái khác mấy chị. Rồi tiếp lên chúng em nè. Cái này mấy chị chốt em là mã thổ cẩm nha. Mình không có là mình lựa cái khác giùm em. Hoa giả quỳ là chốt cô Loan giùm em. Rồi đây, mấy chị chốt lên giúp em là mã thổ cẩm. Còn chị nào mà thích á, em cởi bộ này em bán cho em lấy bộ này em mặc cũng chả sao hết. Với em là bộ nào cũng được hết. Rồi chị nào lấy chốt em là thổ cẩm nha. Chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giúp em. Pyjama thổ cẩm nha. Rồi, màu này là màu thổ cẩm nè. Màu này là màu hoa đen nè. Chị nào lấy chốt em là hoa đen. Mấy chị để nhường cái bộ của chị cho mấy chị mua luôn đi. Chị mặc cái bộ hoa đen này cũng được, bộ nào cũng được hết. Đối với em là đồ nào em cũng được hết mấy chị. Chị nào lấy chốt em là thổ cẩm hoa đen nè. Rồi, còn cái mẫu này nữa này, Dung này đưa chị cái xanh này đi. Xanh lá đi. Cái này là xanh lá đi. Mẫu này xanh lá nè. Xanh lá này đang có đủ ri nè. Thôi để lấy cái xanh lá mặc để nhường bộ chị cho người nào mua thì mua. Chả sao hết trơn bình thường. Rồi tiếp tục cái này là xanh lá nha mấy chị nha. Rồi đó cái này xanh lá này em lấy mặc nè. Rồi núp vô đây thôi, trả cái bộ đồ bán cho mấy chị đi, mình mặc cái khác cũng được. Vui gì đâu. Đứa nào thiết kế chỗ thay đồ cho tao hay vậy. Đứa nào thiết kế chỗ thay đồ chị hay vậy. Rồi chốt cho ai thì chốt vô cái bộ này nè. Nói chung là ai cơ ít thì chốt cho người đó, cho người ta mau đủ đơn đi hè. Chị ngố xám hết không? Ngố xám ai hết thì thôi. Chứ giờ biết sao giờ. Bắt đầu chưa gà hụt nút luôn má. Nhưng mà không sao, ta mẹ bỉm sữa mà. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoài nha. Cái này Hoàng mặc cái màu xanh này nè. Có ren này cho nó đẹp nè. Cũng thoải mái đẹp như thường, không vấn đề gì hết. Đó. Đó mấy chị nè. Thoải mái cái cánh tay là em phái rồi nè. Chứ đã béo rồi mà còn mặc ôm sát rạc vô nữa chắc em xỉu. Em xỉu có luôn. Cái này là từ 55kg với chị nha. Nói chung là 50kg đến 70kg cũng mặc vừa. 75kg mặc vừa. Chị có đồ dài cho bé 35kg không biết. Từ từ đợi hơn xíu. Cái gì ta? Màu xanh cũng được. Thổ cẩm chị băng tâm nè.
Thôi mệt quá chị bấm bill ra đi, mấy em lựa đi. Thổ cẩm chị băng tâm, thổ cẩm cho ro xe, cho em bộ chị mặc. Ok, Hà 10 út thổ cẩm, hoa đen chị băng tâm, hoa đen cho ro xe 75kg em, xanh lá cho Trâm Hoàng, xanh 3 bộ cho Hà 10 út, khăm nhã tăng xanh lá khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ, hoa đen chị Nhung Ngọc. Mấy chị nói chung là đẹp ok hết chứ không có vấn đề gì hết, bộ nào cũng đẹp hết trơn. Có mà mặc thôi. Phôn bự và giá 55.000 mà vải lụa nghe mấy chị nha. Có coi dễ nhẹ nhẹ gì nè. Sướng ơi là sướng. Cái đó là thổ cẩm, này là hoa đen, còn này là chị đang mặc là xanh lá. Xanh lá nó có ren nè, cái túi nè, đẹp nè. Rồi còn mẫu nào nữa không? Ok, xanh lá chị Thu Nguyễn nè, dễ thương ha. Tết mặc gì dễ thương. Rồi đừng ai lấy cái bộ này của tôi nha. Yeah yeah yeah. Rồi bây giờ lên tiếp đồ nè, mệt quá. Quần dài luôn hả? Em hay mua chỗ chị em ghé lấy hả? Rồi ok 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 mấy chị nè. Khách ghé là em nhớ để ra khu vực khách ghé giúp chị. Bây giờ lên cái đồ bé này cha ơi. Lên đồ bé nha. Quần này quần đùi không à? Quần đùi không à? Xanh lá ok cho cô Xuân Lê, 55.000 bộ, hoa đen chị Nhung Ngọc. Nói chung mà mấy chị cứ chốt bình thường đi, nhưng mà có khi không nha, tại vì hàng có số lượng em bấm đại bill rồi em đi qua em bán cái khác á. Quần u mì màu đen á, quần u mì màu đen á vô còn cái nào không em? Còn. Quần u mì màu đen 35.000 còn cái mô không, may ra cho chị đi. Ủa, để phần lại cho chị cho ta. Bộ của bé vải lụa này mấy chị nè. Cái này em xả cha cho mấy chị luôn. Cái mẫu trơn này em xả luôn cho mấy chị 25.000 luôn đi cho nó máu đi. Bực quá. Cái này xả luôn 25.000 đi. Có mấy bộ xả luôn 25.000 nha. 28.000 mà xả luôn 25.000. Cái này chưa có cắt hụt nút khó like quá. Cái này có cắt hụt nút rồi nè. Mấy chị chờ hồi xíu nha. Đừng tông cái này của chị. Rồi mấy chị nè, cái này nha, Hoàng xem mấy chị 25.000 bộ bé bé nhỏ nhỏ đây. Bé bé nhỏ nhỏ mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Màu này là màu kem này, 25.000. Màu này là màu kem, bé nhỏ nhỏ vải lụa nha mấy chị nha, chứ không phải là vải. Đây nè, đẹp chưa? Đó, cái màu này là màu kem nha, bé bé cỡ tầm là 40kg là trở lại là ok. Nha, 40kg trở lại là ok. Ví dụ như 27, 28kg thì nó cũng bon ken được, hơi rộng xí. 30kg trở lên là ok nhất nha, 30kg đến cỡ 40kg. Ai ốm ốm thì có thể 45kg. Màu kem là một này 25.000 luôn. Lỡ rồi, bán phá luôn cái mẫu này 25.000 luôn. Rồi màu kem có mấy bộ này. Rồi màu vàng nè mấy chị nè. Màu vàng nha. Rồi cái màu này là màu hồng. Màu này màu cam đất nè. Dạ. Đồ này đẹp chứ. Đẹp quá luôn. Giặt sơ sơ. Bây giờ tao ủi tao quay bằng tàu bao nhiêu mày. Thì con, không có ra. con chừa mấy bộ rồi thì Tết hôm nay con ủi vậy nè, rồi con mặc con rửa chén. Ủi một lần thôi là đẹp. Thiệt luôn á, mà vải lụa sướng cô Loan ha. Thiệt luôn á, dễ chi. Rồi cái đồ big size mà tìm hơi bị khó, mặc thấy sang chảnh ơi là sang chảnh luôn. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Ok ok ok, màu cam đất mấy chị nè. Dưới 45kg thôi, cái này là size bé nhỏ mấy chị. Dưới 45kg chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. Cái size này là size bé nhỏ. Cái size này size bé, bà bé nhỏ nhỏ. Mẫu này đáng lẽ là vải lụa này là Hoàng bán 28 nhưng mà lỡ rồi. Thôi phá luôn cho mấy chị luôn. Tết mặc rửa chén đúng rồi. Tại vì dù gì thì phụ nữ mà, mình cũng phải ăn xong phải rửa chén à. Mặc cái đồ kia nó bó lại ngồi rửa chén mệt gì vậy em. Bộ màu 59.000, còn cái bộ đó 25.000. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Rồi màu cam đất, màu kem, màu vàng. Màu cam đất, màu kem, màu vàng. Ui trời ơi. Hả? Thì 28 đó, ai biết. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ chốt nè. Màu kem cho Nguyễn Thanh Sang nè. Màu kem cho chị Bình nè. Hà 10 út á là em lấy 3 bộ 3 màu cho dễ bán. Rồi ok nè, màu cam, màu hồng cho Hiếu Hiếu nè. Nói chung là Hoàng chốt tùm lum tà la hết nha. Hoàng bấm bill đại đi chứ Hoàng chả thấy gì hết mấy chị ơi. Đơn hàng từ lưa hết. Rồi ai biết, bấm đại đi. Thử coi là xoại cho khách xong còn dư màu gì lai lại chứ không biết luôn. Dịch này không biết có được ăn Tết không thì mình không được đi chơi thôi. Chứ trong gia đình mình cũng sơm hộp ăn Tết bình thường mấy chị. Về chờ chính sách nhà nước nó không để cho F0 bình thường mà. Tại vì dạ đúng rồi. Bây giờ đó, bây giờ chồng em đi họp về nói là bây giờ là chính sách nhà nước là chích xong mũi 2 là bình thường, mọi người tự miễn dịch cộng đồng thôi chứ nó đâu có bắt nhốt gì nữa đâu. Ai thích làm gì đâu làm. Thì cho dù như thế nào thì mình cũng phải cứ tiếp tục vui vẻ thôi chứ. Dịch kệ cha nó chứ. Dịch thì nhà mình cũng ăn dịch mà giờ xui xui bắt vô khu cách ly thì em vô đó em cũng ăn Tết luôn à. Em đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng rồi. Bây giờ sao? Bây giờ nó chờ trốn đi đường nào. Bây giờ mình vẫn cứ phải vui vẻ. Nói chung là mình đã chích vaccine xong rồi thì hy vọng là nó sẽ như cảm cúm rứa không răng. Rồi cái quần u mì size bự chà bá đây nè. Chị mua lấy thì lấy, không lấy thì thôi nha. Cái quần này cô lo coi nè. Cái vải u mì nè. Cái này không bao giờ nó dính lâu. Sao cái này đẹp mà bán giá rẻ hơn được trước nè.
mệt quá con lỡ con bán đại 35.000 nha, có ri con bán cha. Ừ, nó đẹp lắm nha, nó như cát hàng ấy. Ừ mà cái này là biết xong, nó không phải như cái lít viên xù xù kia mình giặt vài nữa là nó cát hàng rồi nha. Đẹp không? Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Phun cát á. Chị Loan lựa gì khí thế vậy hả trời, lựa tùm lum tà la, khách mua tùm lum tà la. Rồi chị nào lái chốt này chứ Hoài nha, 35.000 phun bự chà bá luôn. Gì vậy? Bộ hồng là bộ nào chị? Bộ hồng á hả? Bộ hồng là cái này em nè, qua cái mẫu này rồi nè. Hết cái nào hết cam đất hồng với kem á. 35.000 gì vậy? Cái đó của người lớn mà 55kg mặc vừa mà. Chứ cái đó đồ em bé đâu, em bé cha. Rồi chị nào lái chốt này chứ Hoài nha. Chị nào lấy comment đi chú Hoàng, đúng rồi, đúng rồi. Hai bộ váy nhỡ màu sáng, chị đang cho nhân viên lựa xem thử vừa không. Một cái 35 ok, ta Thanh Ngân, Nguyễn Phụng 35 ok. U Mì 35 á, Hà Mười Út, Kim Thanh ok. À, rồi, Kim Dung ok. Dạ đúng rồi, chấp nhận sống chung với dịch, sống chung với hữu. Dạ đúng rồi, bây giờ mình phải chấp nhận thôi chị. Tại vì chính sách nhà nước người ta cũng mở cửa thôi, chứ đâu có ai dẫn vô khu cách ly điều trị gì nổi nữa. Trong nhà sai 36 màu kem mấy đứa. Nó cũng kệ cha nó luôn, em cũng kệ cha nó luôn. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em nha. Quần u mì, phôm này là nói chung là 65kg là mặc ok. Em 70kg em nóng nóng nó cũng vừa. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng, có mấy cái sale giá 35.000. Quần mặc váy hả? Quần mặc váy thì không có nè. Cái mẫu lụa 25 này nói chung là màu cũng sáng không chứ đâu có màu tối. Quần u mì ok, bé Nguyễn Thúy nè. Võ Thị Hương hả? Thôi 401. 401 hả? Cái bốt đâu mất mẹ rồi. Đi ra để chị ra cái cốp xe coi. Đó, con lon cho con đi. Con có 1.000 con thối cho khách luôn. Ok ok, cho Huệ ông nè, chị Băng Tâm nè, Đặng Oanh này coi chừng bị hết rồi. Có u mì này coi chừng bị hết. Bé Hoài Kim em lấy cho con bé hai bộ màu sáng chưa? Hai bộ hai màu. Đó thì hai bộ đó. Cái màu đó là cũng sáng mà đâu có gì đâu. Ok, vậy là còn hai bộ màu hà, màu cam đất đúng không? Nó kêu là màu cam đất chứ thực ra nó là màu hồng. Cái gì vậy trời? Và của bé nè. Cái gì đó, cái xông khói á còn không? Bảo lấy cho cô, lấy cho cô 1kg bờ thịt xông khói ở trong shop á, ở trong tủ lạnh đó Dung. Đúng rồi, hai cây đó đó, còn tí cuối cùng cô Loan ăn luôn đó. Ngon á. Quá ngon, ăn thử xong Tết mình sẽ ăn cô lo hề. Rồi em còn hai bộ bé màu này nè mấy chị nè, từ từ Hoàng sẽ lên ngố cho mấy chị. Hai bộ bé màu này chị nào lấy báo em. Đây, bộ này màu hồng bé nhỡ nha. Cứ 40kg là mặc vừa, 40kg mặc vừa, từ từ Hoàng lên ngố cho. Rồi ok nè, bộ em mặc á hả? Bộ em mặc còn bộ nào không thơ? Bộ chị mặc còn không? Bộ chị mặc đang còn mấy chị ơi. Bộ em mặc đang còn, mấy chị chờ thêm xí. Cái này em còn hai bộ này, 25.000 một bộ, chị nào lấy báo em. Đẹp 25.000 một bộ lấy. Trời ơi, cái bé này nè. Đẹp nữa. Cô nói là bữa qua cô lấy. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Chị nào lấy comment đi giúp Hoài. Chị nào lấy comment lên giúp Hoài nha. Cô ơi lựa cho con với, dặn bé Như hẳn nói gì tùm lum kìa. Lửa dày, ai biết. Bộ em mặc chị nào lấy chốt em là xanh lá nha, em đang còn nè. Bộ em mặc 55.000. Gọi cho cô đây. Gọi video cho cô lựa mấy chị nè. Chốt lên giúp em nha. Bộ xanh lá 55.000. Đi trang mẫu em mặc nè. Form là 55 cho đến 75 mấy chị. Form 55, 75 chị mời lấy chốt đi giúp em. Thế lấy điện thoại rồi. Trời ơi, đứng lên rồi xuống thật là sướng. Thôi, em mệt quá. Phải ăn sợ bớt cho cô nha nha thơ. Chị nào lấy chốt đi giúp rồi. À, một quần u mì. Dạ, còn trà bông em còn. Còn hai hũ trà bông hả em? Hai bộ gì nữa? Xanh lá cho chị Võ Thị Hương ok. Hai bộ gì bé Quỳnh Nguyệt? Hai bộ gì em? Hai bộ gì vậy? Bộ gì? Bộ gì khẩu trang còn màu trắng không à? Rồi chị nào lấy bộ Hoàng mặc cho mấy chị comment giúp Hoàng là chữ xanh lá cho khỏi lộn nha. Màu này Hoàng chốt màu xanh lá, Hoàng chốt đại đó chứ không biết màu gì đâu. Nói đại mấy chị. Xanh lá ở ngoài nó sáng không hả? Chứ ở trên hình nó có sáng không? Chứ ở ngoài thì nói chung là nó dễ thương cô lo ha. Nó không có chói chang gì đâu, nói chung là dễ thương lắm mà không biết nó là sao luôn. Nói chung là màu này ở ngoài nó dễ thương lắm luôn. Nó nhu nhu thôi chứ nó không phải là sáng. Alo. Rồi chị nào lái chốt Hoài. Một hũ trà bông heo ok, chị Võ Thị Hương 89.000. Em còn hai hũ nữa, chị nào lái chốt đi với em. Đó là đồ đẹp mua cái gì ấy mà. Cái này là hoa màu đen nè. Quỳnh Nguyệt là không biết lấy cái gì luôn. Tụi thăm hả, xíu nữa. Bé hả, ok. Bé Quỳnh Nguyệt là lấy hai bộ bé luôn em nè. Bộ bé này là 25.000 bộ xả luôn.
khẩu trang màu xanh là hết rồi. 5.000 bộ đó, bây giờ ma quá đẹp. Chị nào lấy chốt đi chứ Hoài nha, cái này là hoa màu đen nè. Trà bông một khủng ok cho Khâm Nhã Tăng nè. Cái này em còn một bộ xanh lá với một bộ màu đen nữa, chị nào lấy chốt đi chứ Hoài. 55.000 một bộ nha. Còn ruột gối với chống thấm không còn luôn em. Em hai hộp khẩu trang màu trắng ok, may tiếng này mấy chị chốt cái chị lung tung hết. Rồi dạ rồi ok chị Võ Thị Hương. Với lại em bị hết trà bông luôn rồi. Trà bông là chị Khâm Nhã Tăng một hộp, chị kia một hộp hết. Bộ đen ok cho chị Võ. Bộ này nó con này. 4 hộp khẩu trang màu trắng cái bộ thổ cẩm ha, bộ này dễ thương hả đứa con. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là mã thổ cẩm sao đưa ra con bộ con vú đi. Vậy lấy trắng thôi chị. Rồi ok ok. Vậy em lấy mấy bộ trắng. Bộ chị cầm mã gì như cái vừa bộ này mấy chị chốt Hoàng mã xanh lá. Bộ vừa rồi hoặc vừa mới đưa lên là cái hoa nó màu đen. Bộ này là chốt Hoàng là mã thổ cẩm. Vải là vải lụa hàng co giãn hết. Form là 55-75. Form là 55-75 kg. Nha chị nào lấy cái chốt. Cái này còn nhiều không mà cô Loan để con. Rồi ok nè cho chị Võ Thị Hương nè. Dạ dép còn, dép đẹp không chị? Em hỏi thiệt chị nào cho em xin thử dép có đẹp với xịn không? Em bán có 35.000 đôi mà thấy đẹp với xịn không? Rồi, ký giống nhau em, thổ cẩm ngọc ly, phôm này phôm đại với chị này. Cái bị nó ghi chữ đại không à. Đại là 55-75. Có quần ô mì, Đặng Oanh có quần ô mì. Thổ cẩm cho Tuyền Huỳnh nè. Cái này không biết nữa mấy chị, xanh lá mẫu em mặc đẹp á. Ok ok, dép đẹp lắm luôn. Dạ đẹp và rẻ không? Nó thiệt mà. À, chị Thâm hả? Nhà mình còn chị Thâm không? Chị Cúc chỉ đòi chị Thâm mới thôi à. Tết là chị Thâm ha. Rồi chị Thâm còn mang qua đây cho chị Hoàng xã cho chị Cúc. Chị Thâm lờ bay ghê. Chị Cúc em yêu dấu của cô Loan này. Đòi chị Thâm chị thiết gì nè em khoái quá. Còn 246 hũ chị Thâm. Đồ 70kg em đang 70kg em ngồi trước mặt chị nè chị ơi. Em đang 70kg luôn. Cái không lẽ giờ em trèo cái cân em đứng. Rồi chị nào lấy chốt em là chị Thâm của Hàn Quốc nha. 35.000 xả mấy chị 19.000 luôn, còn 6 tiếp. Serum trị thâm 19.000. Thâm ở đâu chấm ở đó. Thâm mặt chấm mặt. Thâm nách chấm nách. Thâm nhũ hoa chấm nụ hoa. Thâm bẹn chấm bẹn. Thâm đâu chấm đó sẽ hồng tức thì. Em nói vậy thôi chứ phải hồng tức thì đâu nha. Phải thời gian nó mới hồng chứ đâu làm sao mà nó hồng tức thì được. Nhưng mà ít ra nó không đen thui đen thùi. Còn đỡ hơn là đen thui đen thùi. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em là trị thâm. Serum tị thâm 35.000 em xả 19.000. Còn 6 hũ bán vui thôi chứ ai biết. Nói chung là thâm ở đâu thoa ở đó. Từ từ nó sẽ hồng. Không hồng thì bữa nữa nó sẽ hồng. Hả? Hoa nhũ hoa trong bồng hả? Con dao tán bố con biết không tự hồng à. Nó kéo con dài nó tới dây luôn. Chị nào lấy chốt này chứ Hoàng. Nó bố miết rồi nó cũng lứ à. Quải thì cái chứ. Thế chị ơi chị Thâm nha. Đợi bữa em về hàng lại em bán cho lấy bộ xếp gỗ ok Quỳnh Nguyệt nè. Chị Thâm chị Cúc Nguyễn chị hỏi cho chị cái chị Thâm đi. Có chị chửi chết. Khởi Quỳnh chị Thâm, Kim Dung chị Thâm, Hoàng Kim chị Thâm, Nguyễn Thí chị Thâm. Ôi quá trời người chốt chị Thâm em biết đâu. Em biết đâu, chán với chị ghê. Cái nào em xả là mấy chị mua kinh luôn. Bộ ngố đúng không? Cái gì hết em? Thổ cẩm hết rồi hả? Hết rồi thì còn cái nào chốt cái đó. Hết rồi thì thôi chứ giờ sao? Bây giờ còn bộ xanh lá giống em đang mặc nè. Thâm quần mắt hết không ạ? À? Thâm quần mắt thì mình có cái lăng nha đam. Chứ cái trị thâm này em thoa lên thì sợ nó. Nói chung là vô mắt nó khó chịu. Thoa những cái vùng nứ thôi. Chứ còn thoa lên mắt thì cũng có cây lăng nha đam mà hết mẻ rồi. Quần đùi em, bộ Hoàng mặc là chị nào thích là chốt xanh lá nha. Cái bộ xanh lá đẹp nứt ngay con gà tay mà sao còn đây mấy bộ vậy trời. Không ai mua cho nó hết luôn trời. Rồi bộ ngố nè, em bán bộ ngố 25.000 nè. Trị thâm nó hết rồi. Ai thâm ngày mai xài tiếp, chứ bây giờ trị thâm nó không có. Ai thâm bây giờ lấy chanh ra trà đỡ thiệt. Chanh là trà thâm là ok lắm á. Thôi bây giờ em bán qua cái bộ ngố 25.000 nha. Cái chị chốt em là sọc vàng đi. Cái bộ em đang mặc là tự nhiên em thấy nó đẹp xuất sắc. Cô Loan ha. Mà nó có ren đồ ha, bài bản ha. Cái này chắc cho anh mộng chè bộ luôn á. Rồi chị nào lấy chốt này chú Hoàng. Có bộ tay dài có. Form 65kg trở lại mặc vừa này. Cái quần nó bành ra là thấy là biết rồi nha. Sọc vàng 25.000 chốt đơn. Chị có chưa? Đúng rồi, chị hỏi là phải nhường cho chị hai chai. Chị Cúc hai chai chị Thâm nha, còn lại mới chốt cho khách nha. Thiệt á, bà không biết sao thiệt á. Bà chị, cô Loan nói làm cái gì mà Cúc dạo này bà chị Thâm dữ trời. Sọc 25.000 mấy chị chốt lại cho em. Nguyên một set bộ ngố có 25.000 nè. Rẻ ép. Rồi chị nào lấy chốt em, sọc cho Ngọc Ly ok nè. Sọc cho Hoàng Gia Nguyễn ok nè.
Rồi sọc quầy cho Khâm Nhã Tăng ok 40kg, 65kg mặt vừa. Sọc cho Ro Xe Nguyễn ok này, không lấy thì thôi. Ro Xe Nguyễn ok này, em ơi cái bộ sọc đó có còn không vậy em ơi? Mấy đứa nhỏ ơi. Có một cút đâu bỏ ở đây, con lấy luôn bảy giờ bà có mua gì nữa không? Ai biết bà Cúc bà mua chi không, để giờ bà đang lựa mà cho bà lựa đến chiều đi, cho bà qua bà lấy. Ôi cái bộ hồng này đẹp nè, sọc này có còn nữa không em? Ngố có còn nữa không? Ngố có còn nữa không em? Đồ nhỏ không chị hả? Đồ nhỏ là đồ sao? Nhỏ là sao ta? Nói chung là nhỏ là cỡ nhiêu ký em? Rồi cái này chốt này giúp Hoàng là bộ hồng này, có hai bộ mà bộ hồng đẹp quá. 25 ngàn luôn. Form 40-65 luôn, đã luôn nè. 40-65 nha, đồ ngố là quan trọng, cái quần nó giãn ra được là mặc được, còn cái áo là nó rộng rộng, nó che mông rồi. Rồi chị đâu lái chốt lên với Hoài nha, bộ hồng 25.000 không mua thì thôi, có hai bộ không thấy nữa. Sọc hồng của sọc hồng đâu có sọc hồng đâu. Bộ hồng ok nè, cho Nguyễn Thị Trúc An một bộ nè, Khâm Nhã Tăng một bộ là hết nha. Mấy chị phải ngố là cũng hết luôn hả? Ủa chứ sao bay bán cái gì mà sao bay cứ báo hết, mấy tao hỏi bay ghê nha. Nó ra nó cứ báo cáo con là hết không à, con đâu có soạn kho đâu. Nó cứ ra nó nói thế chị, ai mua cái gì đụng đến nó hết mà sao con nhìn thấy một cái nhà hàng vậy nè, mà đụng tới nó là tụi nó nói hết á, hết xong ngày mai con lại thấy dễ quýnh thì cái chứ, khách mua cái nói hết, ngày mai con vô con thấy còn y chung kho, chơi con hay sao chứ. Rồi chị nào lấy trắng chốt em là mã trắng nha. Rồi chị nào không được chốt thì mình chốt cái mã khác. 25 ngàn, 40kg, nói chung là 65 thì phải cao cỡ 1m57 á. Ê có bộ sọc còn đây nè, chốt cho mấy chị đi, có mấy chị chửi hồi nãy ai chưa được bộ sọc thì in phiếu ra cho bộ sọc màu vàng nữa nè. Ai lấy chốt để kéo lại coi thử ai comment bộ sọc nè, chốt cho mẹ một bộ chứ. Sọc ok trong bán Ngọc Vy ok nè. Mã trắng ok cho Thúy Bùi nè, Thúy Bùi một bộ trắng nè, Hoàng Gia Nguyễn một bộ trắng nè. Em ơi coi bill nó có ra không nha. Hoàng Gia Nguyễn trắng nè, Phượng Kim trắng nè, Nguyễn Dung trắng nè. Nguyễn Dung trắng này có hai chị Nguyễn Dung, chị Nguyễn Dung này dưới miền Tây nè, chị Nguyễn Dung kia không được nè. Thối bao nhiêu vậy em? Dạ 16 ngàn. 16 giờ ta thối con ép cho 15 nó có chịu không? Này còn mấy đồng mà đụng mấy bà bé nhỏ cái bà nó hết rồi chị, hết rồi chị. Thiệt luôn á, tao quýnh bay quá. Kẹo dẻo 30, kẹo chuột 28, bánh vàng ok. Kẹo chuột có thì còn, kẹo dẻo thì bây giờ không còn. Bánh thì bây giờ chuyển qua bánh ok sữa đi. Ăn cái gì phô mai ăn miếp đi, ăn qua sữa đó. Lấy chị Cúc sữa, chị Cúc thử đi. Chị Cúc quá, chị khồn may một lèo luôn. Giờ gần tết cho bả máu ha. Gì em, tên gì em? Trắng hả? Trắng, em coi thử lúc nãy chị đọc tên ai rồi. À, ta nhớ cái bánh chốt cơm sữa là đâu ta? Thúy Bùi. Ra à, để cho Thúy Bùi. À, cái bánh cô sô cô la phủ, cái bánh nó ngon cực kỳ. Bánh bên ngoài nó phủ một lớp cái xốp ở trong này đâu. Dạ đúng rồi, cái mẫu đó đó cô lo. Mẫu này là mới ngon. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng. Mẫu đó là quá ngon luôn. Xốp dài chứ chị. Chị nào lấy vàng chốt đi giúp Hoàng là vàng nha. Có hai bộ vàng thôi. Rồi vàng chị nào lái chốt đi chú Hoàng. Chị Nguyễn Dung không có trắng, chị Nguyễn Dung ghé là không có trắng, chị Nguyễn Dung miền Tây mới có. Chị nào lấy vàng chốt đi giúp em là vàng nha. Em khổ ghê, bán gì mà hối hả tì. Rồi vàng chị nào lái chốt đi giúp em. Vàng ok Tuyến Huỳnh nè, vàng cho Hiếu Hiếu nè. Có hai bộ cho hai người thôi. Rồi hồng có mấy bộ nè, hồng có 4 bộ nè. Chốt nhanh mới có mấy chị ơi, cái này chốt chậm đâu có đâu. Tại vì Hoàng xã có giá 25.000 nha. 25.000 mà nguyên một bộ ngố thì Hoàng nó thật chứ nó rẻ quá trời luôn. Ví dụ như bán một cái áo không là cũng được giá hai mấy nghìn nhá. Hoàng nó thật mà mấy chị coi nè. Đó, mà người ta nguyên một set bộ ngố mà ngồi xa xa tí cho mấy chị thấy nha. Lấy em bộ chị đang mặc nha, ok nè, cho ông bé Thúy Bùi nè. Bộ đang mặc đẹp nha, bộ đang mặc 55.000. Form 55-75, form 55-75. Chốt lại giúp Hoàng là hồng nha. Đây, hồng, bộ ngố hồng. Chị nào lấy hồng, chốt hồng. Hồng ok cho Quyền Nguyễn một bộ nè, hồng cho Hiếu Hiếu một bộ nè, hồng cho Tuyền Huỳnh một bộ nè. Tuyến Huỳnh, Tuyền Huỳnh không biết luôn. Hồng cho chị Băng Tâm là hết hồng luôn. Mấy chị chốt chậm quá, cái người ta lấy hết trơn rồi. Rồi còn gì nữa nè.
Sao đồ tùm lum la vậy? Đồ tay dài nè, xả 59 ngàn nha. Đồ tay dài nè, xả 59 ngàn nè. 75 ngàn, giờ xả luôn 59 ngàn. Chốt lên với Hoàng là bò xanh 59 ngàn. À, cái này là 55-75 luôn mấy chị ơi. Cái này là 55-75 Hoàng mặc vừa luôn nha. 55-75. Đây chị nào lấy bò xanh này chốt Hoàng là bò xanh nha. 55-75 Hoàng mặc cho chị xem. Mấy chị chốt đi. Bò xanh nha. 55-75. 55-75 ký mặc vừa chốt lên với Hoàng là bò xanh. Và đợi xíu chị. Tại vì nhân viên em vẫn đang soạn hết. Dép thiển ở trong kho. Dép thiển ở trong kho. Cái đó là 49 ngàn luôn nha. Rồi chị nào lấy bò xanh chốt Hoàng là bò xanh nha. Đây 55-75 ký mặc vừa. Pyjama nè. Đó. 59 ngàn chị nào lấy chốt lên với Hoàng nha. Bò bò xanh xanh. Xanh xanh bò bò. Bò xanh cho Hoàng Gia Nguyễn 59 ngàn nè. Bò xanh Hoàng Gia Nguyễn 59 ngàn. Chị nào lấy bò xanh chốt bò xanh nha. 59 ngàn đẹp cực kỳ luôn. Bò xanh 59 ngàn. Chè Dưỡng Ngang sale 45 ngàn nha. Bò xanh cho chị Hà 10 út hả? Ok chị nè. Rồi chị nào lái chốt đi với em. Chè Dưỡng Ngang nè, xe cho mấy chị là 45 ngàn. 65 xe 45 luôn. Tại vì 45 nghìn mà chắc nấu ra được nồi chà bá luôn. Nói chung là đông được cỡ 15 chai á. Chị nào nấu thì đặt đặt thì cỡ 10 chai, 8 chai. Chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là chè Dưỡng Ngang nha. Nói chung là đầy đủ hết trong đây rồi. Thơm phức luôn, em ngửi mà em muốn thèm luôn. Có lá dứa luôn nè. Rồi hả, táo đỏ luôn nè. Rồi cái gì tùm lum hết, nấm tuyết nè. Rồi đường phèn nè. Táo lát nè. Hạt chia nè. Kỷ tử nè. Hạt sen nè. Đông trùng hạ thảo gì tùm lum. Em nói tào lao á, trong đó không có đông trùng hạ thảo đâu nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em. Đông trùng hạ thảo đâu, trong đây có. Rồi chị nào lấy bộ tay dài 35 hả? Bộ tay dài là 55 em ạ. Bộ tay dài đó là 55 á, 75 mà chị sale 55 á. Rồi chị nào lái chốt này giúp Hoài nha. Một bịch ok cho Đặng Oanh nè. Chè Dưỡng Ngang sale cho mấy chị luôn. Bộ tay dài là này 59. À 59 ngàn, quên lộn, bộ tay dài 59 ngàn, sorry mấy chị hỏi phát chút nữa em bị liệu luôn. Tự nhiên con bé comment 35 cái tự nhiên mình nói 55, tào lao bí đau hết sức. Mấy chị đừng hỏi tùm lum em trả lời tầm 7 á thì cái chút nữa mấy chị bắt lỗi nữa chết luôn. Cái bộ phông đại á, không biết là nó còn mẫu gì nữa không ta. Rồi cái áo này em chốt mấy chị mã tặng đâu. Cái quần cái đứa mua ăn trợ mẹ rồi còn cái áo không à. Mấy chị mua về mấy chị nó quay lầu tặng cho mấy chị hả? Thì về mặt với quần đùi vẫn ok mà. Cái hàng nó đẹp tuyệt vời đi, đứa mua ăn trợ mẹ quần rồi. Rồi còn áo không à. Rồi chốt em mã tặng nha, em không biết luôn. Sao chị thấy em không đặt hoài không được, tại em comment sau á. Tặng cho bé Ngọc Vy nè. Thì chứ đứa muốn ăn trợ mẹ cái quần rồi. Rồi tiếp tục mấy chị nè. Cái này là sơ mi ring nha. Rồi Hoàng xe cho mấy chị luôn. Nó hơi bụi bụi nhẹ nhẹ tí xíu thôi. Xe mấy chị 15 luôn. Form là 55kg trở lại mặt vừa. Chốt Hoàng là sơ mi ring nha. Sơ mi 15 ngàn. Form dưới 55kg mặt vừa. Đẹp lắm nè. Đó 15 nha. Chốt lên giúp Hoàng 15 ngàn. Comment lên giúp Hoàng mấy chị. Sơ mi 15 ngàn. Ok cho NH Diệu nè. 15 ngàn. NH Diệu 15 ngàn. NH Diệu 15 nghìn nha mấy chị nha. Ôi trời ơi, cái áo đẹp đi để nhăn cha. Rồi cái áo Mickey nè, tiền không của tôi đây. Rồi cái áo Mickey nè, nó lỡ nó nhăn quá thì em bán 15 luôn. Cái này là em bán 55 ngàn mà giờ bán còn có 15 mà. Chị nào lấy chốt em là tím 15 nha. Con chuột Mickey theo nè. Cái này crop top nha. 57-58 ký trở lại là đẹp cực kỳ. Chị nào lấy tím chốt tím 15 ngàn. Tím 15 ngàn mấy chị chốt đơn lên giúp Hoàng là tím 15 nha. Chị nào lấy tím 15 chốt lên giúp Hoàng là tím 15 ngàn. Này mấy bà bé để bị lộn vào đây nó nhăn nè. Tím 15 mấy chị comment lên giúp Hoàng là tím 15 nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là tím 15. Tay dài nè xem mấy chị là 10 ngàn luôn. Tay dài nè xem mấy chị 10 ngàn. Tím cho Nguyễn Thị Kim Dung nè. Rồi chị nào lấy tay dài 10 chốt lên giúp Hoàng là tay dài 10 phôn này 65kg mặt vừa nha mấy chị nha. Tay dài nha. Bộ loan hả? Bộ loan không biết nữa, để xíu nữa chị xem cái bộ loan nữa. Bộ loan có về không em? Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là tay dài 10 ngàn. Mấy cái bộ pyjama này, tím 15 hết rồi mấy chị. Tay dài 10 ngàn cho con bé Kim Dung này. Bộ pyjama quần dài tay dài mà form nhỏ hơn xí nha. Form này là cỡ 55, 56, 57 đi, 57kg. Không có đồ bé 22kg, 22kg thì nó phải rộng thôi em. 22kg là em mặc nó hơi rộng rộng xíu đó, mấy cái mẫu đó đó. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là vịt đỏ nha. Theo luôn 49 ngàn.
Vịt đỏ sale luôn 49.000, form này thì 55 56 ký trở lại nha. Vịt đỏ đó, chị nào mà thấy mình nhỏ con là mặc qua cái pyjama tay dài mẫu này. Cái mẫu kia là nó big size thì nó to nha. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là vịt đỏ nè, 49.000. Vịt đỏ 49.000, chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là vịt đỏ 49 nha. Rồi tiếp tục mấy chị nè, cái này là chuột nu 49.000 nè. Cái này là bộ chuột màu nu nha, 49.000. Chuột nu 49.000. Vịt đỏ hai bộ hả, đâu có đâu Hà Mười Út. Cái này á lúc Hoàng nhập sĩ vô 65 nè, còn hai bộ hai màu cho bà Hà Mười Út luôn nha. Chứ đâu có đâu, chứ đâu có vịt đỏ hai bộ đâu, còn một bộ chuột nu, một bộ đỏ này nè, cho bà Hà Mười Út luôn nha. Hết luôn rồi đó. Cái này là bộ bò này có còn không em? Bộ bò này nè, bò màu hồng này nè, có còn không? Bò hồng 59 nè, hàng pyjama size đại nè, bò hồng 59 nè, bò hồng size đại này 59.000, mấy chị chốt lên giúp Hoàng là bò hồng nha. Bò hồng 59.000, mấy chị chốt lên giúp Hoàng. Form này là 55 75, mấy chị nghe nha, form 55 75, chốt đơn lên giúp Hoàng là bò hồng. Chị nào lấy bò hồng chốt bò hồng nè mấy chị nè, bò hồng nha, pyjama. Chị nào mà béo hàng xấu thì tất nhiên là phải mua cái này nó mới mặc vừa rồi, chứ còn không bao giờ mặc vừa đâu. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là bò hồng nha, 59.000, quá đẹp luôn. Bò hồng cho Hoàng Gia Nguyễn ok, nó rẻ ét luôn. Mấy bữa Hoàng bán 75, mấy giờ Hoàng xả luôn cho mấy chị luôn, bò hồng. Rồi cái này là Doraemon nè, size này size nhỏ nè mấy chị nè, 49.000. Size nhỏ 49.000 nè. Rồi ai lấy thì chốt luôn giúp Hoàng, 49.000 nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. Con nhỏ em của Hoàng mà nó mở shop nó bán nó lời dây lắm, nó khôn biết sao. Nó về nó ủi cho nó thẳng ra xíu, mấy chị mua cái bàn ủi mà hơi nước á, mình treo lên mình ủi cho thẳng ra sắt, nó bấm giá phát là nó bán tiền không. Rồi Kim Dung ok nè, Kim Dung hồng 59.000 nè, bò hồng 59.000 nè, Doraemon 49.000 cho Nguyễn Thị Kim Dung nè, ok nè, Nguyễn Thị Kim Dung nè. Rồi mấy chị chờ em xíu nha. Rồi em, cái bộ mà giống mặt cái xe đại là còn có cái mẫu này nữa đúng không? Cái mẫu cũ này đúng không? Đưa cho chị coi. Cái mẫu Hoàng đang mặc đó mấy chị, còn có một cái mẫu cũ này nữa nè, xe đại nha, cũng 55.000 luôn. Mấy chị chốt lên với Hoàng là mã này là gọi là mã gì ta? Bò xanh đi ha, bò xanh nha mấy chị nha. Cái mẫu mà Hoàng đang mặc xe đại nè, bò xanh. Chị nào lấy bò xanh mấy chị chốt lên giúp em là bò xanh nè ha. Cái này là bò xanh đùi, 55.000 một bộ, form đại luôn mấy chị nha, 75kg mặc vô tư cổ này nè. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng, cổ mà nó nhúng chỗ này nè, hàng này là đặt may ké của người ta luôn á. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng, chứ 55.000 là bây giờ đi may bộ đồ không có đủ tiền công mà trả luôn á. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng, xe đại giống Hoàng đang mặc luôn nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Rồi cái này là bò xanh nè. Em mới vô hả? Bộ chị mặc là bây giờ còn một mẫu chị đang mặc, với lại cái mẫu hoa màu đen nè, với mẫu hoa màu đen pyjama nha. Còn không là cái kiểu bò xanh là cái xoắn này chỗ ngực một xíu đó. Rồi bây giờ Hoàng qua cái mẫu này của bé nè, bé còn hình con thú này nữa hết nè. Cho xem cái áo trắng tay dài được không? Ok Út Thảo nè. Hả? Bò xanh, bò xanh đó có pyjama nữa hả? Ui trời cha má ơi, cái bò xanh đó em có pyjama nữa mấy chị nè. Rồi em đâu thấy đâu. Nè mấy chị nè, bò xanh này có pyjama luôn. Ôi trời ơi, chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nè. Ôi trời ơi, chị nào mê pyjama là hốt liền nha. Giống em mặc có bộ bò xanh nè. Ôi trời ơi là trời. Ôi trời ơi, 50kg nha, 55kg đến 75kg mặc vừa, quá đẹp luôn. Mấy chị nè, nè chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Nè phối ren hết, 55.000 một bộ, chốt đi mấy chị. Cái này là có ít nha, nó bị lộn vô cái mẫu mà cổ xoắn này nè. Lộn này vô có mấy bộ thôi nha, chút nhanh mới có nha em, để bộ em mặc á mấy chị đứng xí của em. Rồi bây giờ em sẽ lên cái đồ bé say nhỡ nè, hình con thú vải lụa nè, 28.000 một bộ nha. 28.000 một bộ, chốt lên giúp em. Lên bộ thun lạnh 70kg, dạ không có chị, thun lạnh 70kg là em đã bán hết rồi mấy chị. Ha, hàng của em về tới tay em là chỉ bán trong vòng cỡ một tích tắc là hết liền. Bò xanh pyjama ok nè, cho Trúc là tên nè, size bự là mấy chị. Mình thấy là mình béo là lúc em like đồ bự là mấy chị tranh thủ mua liền. Tại vì khách em đồ khách bự cũng nhiều á, khách bự cũng nhiều á. Rồi đây nè, ok cho Trúc là tên, 55.000 nè, quá đẹp luôn mà vải lụa nha, chứ không phải là vải KT nha. Thú 5 bộ ok nè.
Không, mà mặc màu sáng thì nó trẻ đẹp, mà chị Hoài cũng chưa lại bộ mặc á. Mấy chị này 28.000 một bộ nha. Rồi, cái này là size bé nhỏ, con thú đủ màu luôn. Cái này là bé tầm là 25-27kg đi, cho đến cỡ tầm là 40kg, mặc cực kỳ đẹp nè. Mấy hình con thú không. Rồi, chị nào lấy thú chốt Hoài nha. Thú màu hồng nè, thú màu xanh nè, thú màu vàng nè, thú màu nu nè, thú màu tím nè, thú màu đỏ nè, thú đủ thứ màu. Rồi ok, cho Hà 10 út là 5 bộ thú 5 màu đi. Rồi chị nào lấy thú chốt lên giúp Hoàng là thú kèm màu vô nha. 28.000 một bộ bé nhỏ nè. Chị nào muốn mua cho bé thì mua nha, vải lụa đẹp cực kỳ. 28.000 một bộ chốt lên giúp Hoàng. Thú hồng ok là cho Nguyễn Thị Kim Dung nè, Nguyễn Thị Trúc An thú hồng nè, thú xanh cho Quyền Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. 20kg thì nó hơi rộng nhẹ, nhưng mà cửa tầm 23-24kg trở lên là ok mấy chị. Nhưng mà sorry, ngày xưa 20kg em cũng cho mặc cái này luôn, rồi bây giờ nó lớn từ từ lên á. Thằng bán đồ khi mà con sorry nó cũng còn chút xíu à. Nhưng mà đây nè, nguyên con nít trong xóm là mặc luôn, tại vì rẻ mẹ nó mua cơ. Đó, rồi chị nào lái chốt đi chú Hoàng. Màu hồng nha, màu đỏ nha mấy chị nha, màu tím nha, rồi màu này là màu kem nha, rồi màu này là màu xanh nha, màu này là màu vàng, đủ màu. Lái chốt đi chú Hoàng. Hai bộ màu hồng Quỳnh Nguyệt nè. Rồi ok mấy chị nè, em chốt lên nha, em chốt đại đi rồi nhân viên em nó soạn cho em không biết đâu. Nói chung là bây giờ nhiều chị comment của em không biết là chị nào được, chị nào không. Soạn cho khách đi mấy chị, rồi soạn cho khách đi em. Rồi ai không có thì báo chị để chị báo khách để khách chốt màu khác. Mà em thấy màu nào cũng đẹp hết trơn. Mấy chị mà lựa màu thì phải lựa nhanh, còn không mình cứ lấy hai bộ hai màu là được chắc cú. Chứ không là hết rồi, cái này là sót lại nè, tối qua em like trễ quá bị sót lại. Rồi nó đẹp cực kỳ, em nói thật luôn chứ. Rồi chị nào lái chốt đi với Hoàng. Bé nhỏ em, cái này là size bé nhỏ nha. Cái này là size bé nhỏ chứ không phải là bé nhỏ, mà cũng không phải là người lớn luôn. Người lớn thì ốm ốm như bé nhân viên nhà Hoàng, 40kg thì nó mặc vừa. Còn không là bé nhỏ như vậy nè, lụa như vậy nè. Như con ri nhà Hoàng là mặc đẹp tét nắp luôn. Đây hình con thú, quá trời thú luôn. Rồi đây nè, màu tím nè, màu nu nè, màu vàng nè, màu xanh nè, đủ thứ màu hết. Rồi chị nào lái chốt đi với em. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Ai em đổ hiền hết màu hồng hả? Đúng rồi, đổ hiền hết hồng nha em nha. Thị Hệ Trương cũng hết hồng luôn. Bây giờ là chỉ còn màu tím, màu vàng, màu nâu. Đó, Thị Hệ Trương là hết màu. Và với lại gì ta? Thú đỏ ok, vân bích hết luôn. Rồi bây giờ nó chỉ còn tím, nâu, vàng thôi. Thị Hệ Trương là không có, đổ hiền là không có nha. Màu nâu hoàn toàn hai bộ này. Thú tím ok cho chị Thị Hệ Trương nè. Rồi thú màu tím ok là cho con bé là Đỗ Hiên nè. Ủa đâu rồi, cầm lộn. Thú màu tím cho Đỗ Hiên hết nè. Rồi ok, thú màu tím, màu nu tuyền hình hết nha. Màu nu có tuyền hình thôi nè, tím hết rồi nè. Rồi hai màu tím, màu xanh hả? Màu xanh thôi nha Quỳnh Nguyệt nha. Màu tím hết rồi, bây giờ còn vàng, xanh, nu là hết luôn. Rồi chị nào lái chốt đi chú Hoàng nha. Rồi ok, đợi xíu đi em, đợi xíu mấy đứa nhân viên nó đang soạn hàng xong nó lấy cho xem, tại đơn chị đang nhiều quá đó. Rồi con bưng măng ra nha, rồi ok bưng ra ngoài bàn lấy cái gì đậy lại chứ. Chưa ông ba về ông ba thấy bỏ ra ngoài không đậy là ông chửi đó. Rồi chị nào lái chốt đi chú Hoàng để Hoàng qua mẫu với mấy chị nha. Rồi Út Thảo thì chờ chị xíu nha em nha. Rồi màu nâu hả, màu này màu nu nha bé Quỳnh Nguyệt nha, nó như màu kem vậy đó. Rồi ok cho bé Quỳnh Nguyệt nè, vàng cho bé Vân Bích ok nè. Hoàng còn bộ màu xanh, trẻ con mà sao mấy chị không lấy màu này cho đẹp. Hoàng thấy là trẻ con màu nào cũng đẹp hết thiệt luôn. Mấy chị mua mấy chị chọn màu, chứ còn lại con ri nhà Hoàng là mấy chị cứ mua xong ế là nó mặc, mua xong ế nó mặc không à. Thiệt, để nó ra Hoàng cho nó mặc thử bộ mấy chị coi đẹp lắm. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là phôm như nó là mặc chuẩn bài luôn nha. Rồi chị nào lái thơm mê lên giúp Hoàng. Rồi Hoàng qua mẫu nghe mấy chị nghe, Hoàng qua mẫu nha, còn bộ màu xanh nữa chị mua lái thì lái, không lái thì thôi em qua mẫu luôn. Đồ đẹp quá trời quá đất luôn mấy chị, đồ đẹp quá trời quá đất luôn, đồ tét á, mà không mua mặc thì thôi luôn. Bộ thú màu xanh cho chị Thụy Hệ Trương, Tết là mình cho mấy bé mặc bộ này nè. Tại vì giờ nó cũng ở nhà, nó học online chứ phải đi đến trường đâu, mặc mấy cái đồ thoải mái cho nó sướng mấy chị. Thiệt chứ, thời tiết này mà như quê em nóng lắm. Rồi mấy chị nè, cái áo tay dài này nha, sale luôn 20.000 luôn, tay dài chất thun gân Boris sale 20.000. Ai lấy trắng tay dài thì chốt trắng tay dài. Rồi cái áo beo này nè, cái mẫu beo này là ngày hôm qua Hằng livestream còn sót lại nè. 2-4-5 áo beo nha, chị nào lấy chốt lên giúp em. Dạ, beo chưa có của chị hả? Đây nè chị nè. Dạ em cũng không biết luôn, thành ra mấy bé nhân viên em nó soạn không biết luôn. Bây giờ mà em mà like là, cho nên là tụi em nhớ đọc comment á, thấy mà ai thiếu là bỏ liền cho chị. Trắng ok cho Út Thảo 20.000. Chứ bây giờ mà chị mà like qua nữa là hả?
Rồi chị nào lái chốt đi chú Hoàng là áo beo 25.000 nha. Beo cho NH Diệu nè, beo cho Thúy Bùi. Beo bóc quần lộn beo 28 đó chị nha, em báo giá lộn á. Beo 28 chứ không phải 25, tào lao biết đâu. Beo 28.000 hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Rồi còn ba cái nữa chị nào lái chốt đi giúp em. Đây, chị nào lái chốt đi giúp em nha. Đây nè, beo này là hàng cực kỳ xịn luôn, cái vải trời đã luôn mấy chị nha. Chốt này giúp Hoài có tay dài giống vậy không hả? Beo ok cho Hà 10 út nè, beo 28.000 mấy chị nha. Hàng bị đục nha, 28.000 em báo lộn. Rồi còn chị nào lái chốt này giúp Hoàng là beo ok Nguyễn Thị Trúc An này, còn một áo beo nữa là hết mấy chị nha. Không ai lấy em để mặc luôn là xong. Beo cho Linh Hà là hết luôn. Rồi, Tuyền Huỳnh đối với mấy chị ở dưới là không có beo, beo mình hết rồi đúng không em ơi? Beo hết rồi mấy chị ơi, beo là mấy chị phải mua nhanh. Cái con beo đó là chạp chạp là người ta bắt mất tiêu. Trời. Một lóc Milo hả? Milo là 59.000 em. Trời ơi, cái áo xay đại chà bá lửa nè. Trời ơi, ở trong đây có chị nào mà 80-85kg không? 80kg không? Chị nào ở trong đây 80kg không? Áo này em bán xả lỗ cho mấy chị 29.000 nè. Áo này là 80kg trở lại nha mấy chị nha. 80kg nha. Nếu như mà 75kg là mấy chị phải chỉnh sửa đôi chút. Rồi em xả lỗ mấy chị là 29.000. Hàng này á mấy chị, em nhập vô á giá là 40.000 nha. Mà bây giờ em xả luôn cho mấy chị. Đợi xíu gửi hàng nhanh thọ chị, cảm ơn em. À, không biết Út Thảo ơi, tại vì nó lộ trong đó. Áo này nè là nguyên cái về này đến đá hết luôn. Mà form này nó hơi bự với chị nào bự con là mặc em có mặc thử với chị coi nè ha. Hàng này em nhập vô là 40.000 nha. Nói chung là chị nào 70-75kg thì ok, em thì 70 nha, em thì 70. Rồi chị nào lái chốt em 29.000 bán lỗ luôn á. Tại vì cái form này nó hơi đại của em bán tía luôn đi. Rồi chị nào lái chốt với em nha. Chị chốt lên giúp em nha, đen 29.000. Form đại nha mấy chị nha. Rồi một cái đen 29.000 nè. Rồi bây giờ em chốt này cho chị Hà 10 út nè. Đen 29.000 chị Nhung Ngọc nè. Rồi em kiểm tra rồi em chốt cho. Rồi em bán lỗ quá trời luôn. Nhập vô 40.000. Rồi ok nè. Ok là cho chị Nhung Ngọc nè. Rồi cái đẹp cái này, cái này cái tay nó còn làm dễ thương nữa cho chị Nhung Ngọc nè. Beo cho chị Thanh Thúy Đoàn nè. Beo cho chị Thanh uống có lộn. Đen cho chị Thanh Thúy Tội Đoàn này. Đen cho Hoàng Thành Lam này, 29.000 lỗ. Hoàng Thành Lam ra phiếu cho em ơi. Ok cho cô Vân Bích này. Hoàng Thành Lam có rồi nha em nha, 29.000. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng. Cái gì mà thảm 19 là gì vậy? Rồi ai lái chốt Hoàng nha, 29.000 xả lỗ luôn. Còn mấy cái nè mấy chị nè. Cái tua thiệt thật là khổ thiệt. Rồi bán lỗ luôn đó mấy chị nha. Rồi cái đầm bi này giờ em xả luôn. Chị màu đen á em, dạ rồi ok. Đen ok cho Hoàng, ro xe Nguyễn này em đổi cho em kiểm tra cái cho chị Dung Ngọc á. Lấy cái tay nó màu đen em. Cái tay nó màu đen á. Nhung Ngọc à. Em cũng quên, nói chung là có cái tay chị nào mà không thích thì nó em bỏ ra cho. Cái này em cũng không biết, cái tay có cái thì nó màu đen, còn có cái thì tay là nó màu ring nha. Chị nào mà mình cảm thấy ngại thì nó em bỏ ra cho nha. Chứ giờ em cũng lựa ngẫu nhiên thôi chứ em cũng không biết mấy chị nha. Mà màu nào cũng dễ thương hết đó mấy chị. Cái này nó phối ren như vậy nè. Beo 75 là sao chị? Là đây nè em nè. Beo 75, đâu phải beo 75 đâu, đen á. Đen 75 á. Rồi chị nào lái chốt này giúp em nha. Chị nào mà nói chung là cái tay này có lúc nó là màu đen, có lúc nó phối như vậy nè. Chị nào mà mình cảm thấy là ok thì em đi cho, chốt cho. Còn chị nào mà cảm thấy không chịu thì em bỏ ra cho nha. Rồi ok em nè, 29.000 nha mấy chị nha. Em kiểm tra những cái người mà vừa chốt cái màu đó là ai có ro xe Nguyễn có màu đen không em nha. Chị nào mà lấy ngẫu nhiên ro xe Nguyễn xanh xanh thì có màu đen thì đổi qua, còn nếu như không có thì xả ra em. Xả ra cho khách 29.000 nha. Chị nào mà chọn cái màu đen mà lỡ nó hết rồi thì em xả ra. Còn chị nào không á thì em chọn ngẫu nhiên nha. Tại vì cái hàng này em bán lỗ. Màu áo đen 39 hả? 29. Em bán có 29.000 nhập vô 45 luôn á. Tại vì hàng đó là đính đá hàng Quảng Châu mà size bự á. Vậy là chị Nhung Ngọc là cái tay màu đen, ro xe cái tay màu đen. Còn lại những chị em kiểm tra hãy có màu đen thì em đổi qua, còn nếu như không có thì là xả ra. Vậy nha mấy chị nha. Nói chung là có thì nhân viên em nó sẽ tìm bỏ vô, còn nếu như không có thì xả ra. Ý là em tìm của cái mấy chị kia kìa. Thật là đây nè, cái lóc này nè, chị nhớ mà. Nói nha, tìm có thì em sẽ chốt, còn không có thì em sẽ bỏ ra cho mấy chị nha.
chứ bây giờ mà tìm hiểu hơi lâu rồi em nói gì cho mấy chị dễ hiểu nha. Beo 75 hả? Beo 75 chị Thanh Thúy Đoàn, em bỏ ra đi em. Tại chị chốt Beo 75 là chị không có hiểu, cái chị em đâu có bán mã Beo 75 đâu. Beo cái mã đó em bán hết lâu rồi chị. Chị Thanh Thúy Đoàn em bỏ bill ra đi em. Chứ không alo chốt đơn nó lộn xộn, đúng rồi. Em đâu có bán mã Beo đâu, cái mã đó là em kêu là đen mấy chị ha. 75kg là chắc chắn là vừa, tại vì em đã béo 70kg rồi. Rồi tiếp tục lên giúp em nha. Cái áo này xem mấy chị 20.000 nè. Rồi chị nào lấy hồng 20 chốt em là hồng 20. Form này 55kg trở lại mặc vừa, em là em tư vấn kỹ lắm mấy chị. Nhiều khi á hả, khách sĩ thì khác. Khách sĩ với những người dễ tính á, là em biết là những người đó dễ tính thì sao cũng được. Còn ví dụ như khách sĩ có nhiều bạn vậy dễ thì được, còn ví dụ như chị nào khó thì em phải cân nhắc á ha. Rồi cái hồng 20 cho Ngọc Vy, em ghi giá Ngọc Vy. Có nhiều chị thì dễ tính, nói chung là sao cũng được. Còn nhiều chị khó tính thì phải đợi em chốt cho đàng hoàng. Thích thì chịu, không thích thì thôi. À cái cô Vân Bích á, cô lấy tay màu đen luôn đúng không cô? Nếu như lấy đa tay màu đen luôn á thì nói con để cho nhân viên nó lựa, không có thì cũng bỏ mã nó ra cho khỏi lộn. Rồi một cái áo nam này mấy chị nè, xem mấy chị 15 luôn. Áo nam mà để nhăn quá. Nam 15 ngàn luôn mấy chị. Form 70-70kg mặc vừa nha. 70-75kg mặc vừa. Không, cô Vân Bích mà. Ủa phải Vân Bích mà, cái gì đó Vân Trường hay là cái gì đó. Rồi nam 15 ok cho cô Kim Loan này. Trời ơi cái áo Adidas của nữ nè, 25 ngàn mấy chị chốt lên giúp em. Áo thể thao của nữ nha. Form 55-57kg mặc vừa nè mấy chị nè. Rồi chị nào mà đi tập thể thao là chuẩn bài luôn. Adidas. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là nè, màu này màu đỏ đi, 25. Đỏ 25 chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị. Đỏ 25 chốt đơn nha. Áo này là chuẩn bài thể thao luôn, xịn sò. Rồi ok cho NH Diệu nè ha. Ví dụ như chị nào mà mình thấy mình là cái màu nào cũng được thì em chốt cho, còn không thì cứ báo lại em chỉnh sửa cho. Rồi một cái áo kiểu nè. Rồi xả mấy chị luôn, 19.000 luôn, kiểu 19.000. Form 55kg trở lại mặc vừa mà vải lụa hết mấy chị. Form 55-56kg mặc vừa tay nè. Tay là nó bo cái ống tay lại cột lại cái dây rất là đẹp luôn. Trắng 19.000 mấy chị chốt lên giúp em. Form 57-58kg trở lại mặc vừa vậy. Chứ mà mùng 1 mà mặc cái này với quần rinh đi chùa là hơi bị dễ thương nha. Vải lụa nha. Mọi người nhận hàng để mới biết là đẹp hay không. Trời ơi đẹp cực kỳ. Kiểu 19.000 cho ông bé Nguyễn Trường An nè. Kiểu 19.000 cho ông bé Nguyễn Trường An nè. Rồi cái len này là form 70kg cũng mặc vừa luôn mấy chị nha. Len này crop top. Form là 40-70kg mặc vừa luôn. Rồi ok. Cái này Hoàng xem mấy chị 19.000 luôn nha. Form này là Hoàng cũng mặc vừa luôn mấy chị. Chị nào lái chốt Hoàng làm mã len 19.000. Len 19.000 nha. Hoàng đang gom đi xả kho hết mấy chị. Len 19.000. Chị nào lái comment lên giúp Hoàng là len 19 nha. Len 19 ok nè. Như Thúy VT nè. Ok nè. Số lớn không chị, còn em số lớn còn này. Út Thảo này à, cái A hồi nãy là thích hỏi tay dài là giờ có tay dài rồi em. Cái chỗ này thì cái đường chỉ nó hơi bị bung tí xíu, nhưng mà mình lận cái cổ xuống vậy nha, không có thấy gì luôn. Rồi vàng này em xem mấy chị 15. Form 57kg trở lại mặc vừa, chốt em vàng 15 nha. Cái cổ này là thuộc dạng cổ lọ, nó hơi kiểu như đường chỉ nó may không có sắc lắm á. Rồi chị nào lái chốt lên giúp em là vàng 15. Vậy em mới gom em xả kho hết mấy chị nha. Vàng 15 chốt lên giúp em. Vàng 15 ok chị Cúc Nguyễn 15 nè. Vàng 15 cho chị Cúc Nguyễn nè. Rồi em còn 3 bộ size đại nè. 4 bộ size đại luôn. Bộ này em mặc đẹp tuyệt vời luôn mấy chị nè. Em có luôn. Cái này là tối đa là 75kg mặc vừa nha mấy chị nha. Quá xuất sắc luôn. Em xả mấy chị là 59.000 luôn. 59.000 luôn. Chị nào lái chốt em là hồng dài 59.000. Coi đi chị là size bao nhiêu em. Size lớn là size bao nhiêu em. Hồng dài 59.000 mấy chị chốt lên giúp em nha. Form này là 55kg đến 75kg mang vừa. Form 55 đến 75kg mặc vừa nghe. Nguyên một set bộ luôn. Rồi hàng này em bán trăm mấy mà còn sót lại đây. Thật là thảm thương. Chị nào lái chốt lên giúp em là hồng dài nha. 59.000 em mặc cho mấy chị coi nè. Size 3XL hả? Ok đợi xíu đi. Mấy chị nè. Rồi chị nào lái chốt lên giúp em nha. Rồi hồng dài nè mấy chị nè. 59.000 chốt đơn lên giúp em. 59.000 chốt đơn lên giúp em nha. Đây như thế này nè. Đó 59.000 nha. Rồi chị nào lái comment lên giúp em. Đây là phong đại nè. Trời ơi chất vải đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi hàng này bán bị sót lại tiếc tiếc rung luôn. Chị nào lái chốt lên giúp em nha. Chị nào lái comment lên giúp em nha. Hồng dài 59.000. Em ơi em tìm áo nam size 3X ra cho chị một mẫu like nha. Rồi chị nào chốt lên giúp Hoàng nha. Chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là hồng dài 59.000. Bộ này size đại nè, 70-75kg mặc vừa nha mấy chị nha.
xe đại 70-75 kg mặt người. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị nè. Hồng dài ok nè, 59.000 á Hà Mười Út ơi. Rồi ok cho Thúy Bùi một bộ hồng dài nè. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng 59.000. Còn mấy bộ đó size bự á nha. Ủa cái mẫu này là mẫu gì vậy ta? Mẫu này là mẫu gì không biết luôn. Cái đồ này về mà chưa có thời gian để coi luôn. Cái này là gì vậy ta? Ôi trời ơi là trời, sao bộ đẹp dữ vậy? Bộ đùi vải đẹp dữ vậy? Bộ này hình con thú. Giá bao nhiêu vậy? Đây đấy hả? Đúng rồi chị. Trời ơi dễ thương cực kỳ vậy. Trời ơi 39.000 một bộ nha mấy chị nha. Chốt lên với Hoàng 39.000 một bộ. Cái này là hàng này là quá xịn luôn mấy chị. Nhưng mà form này không có bự đâu nha. Form này nó cỡ rơi vào tầm 57-58 kg trở lại thôi. 40-57-58 kg trở lại thôi. Hàng mặt Tết cho mấy chị nha. Hàng Quảng Châu có túi luôn nha. 39.000 hàng Quảng Châu có túi. Đẹp cực kỳ luôn. Cổ tim nè. Hàng này bán Tết luôn mấy chị nha. Rồi xanh 39.000 ok cho Thúy Bùi nè. Cái mẫu này có còn không em? Nhớ là mang ra cho chị like nha. Xanh 39.000 bị hết rồi mấy chị nha. Xanh 39 bị hết rồi nè. Giờ qua cái mẫu này là hồng 39 nè. Cái những cái mẫu đẹp mà bán Tết này lỡ rồi thì bán hết luôn đi. Rồi tính sao. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Trời ơi dễ thương cực kỳ 39.000. Không phải là vải, nói chung là quần có túi là mọi người biết nó xịn rồi chứ nữa. Rồi đây nè. Chị nào lái chốt Hoàng là hồng 39 nha. 392 bộ ok cho Hà Mười Út. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Nè quần nè, mấy chị nhìn cái hàng là mấy chị biết rồi đúng không. Hồng 39.000 ok cho Kiều Thủy một bộ nè. Rồi hồng 39 cho Thúy Bùi một bộ nè. Rồi hồng 39 cho Quyền Nguyễn một bộ. Là có 3 bộ cho 3 người yêu là hết luôn nè. Rồi em lựa cho Hà Mười Út nha. Em lựa cho Hà Mười Út là một bộ. Rồi cái mã này mã gì không biết luôn. Hàng mà mấy chị thấy đựng trong cái bị này là mấy chị biết hàng đẹp xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn. Đồ này đồ bán Tết mà mấy chị làm phát còn nóng ruột còn lái trơn luôn. Thì trời cái này còn cờ rất Tết nữa chứ. Dễ thương hè. Rồi chị nào lấy cái bộ này lên 60kg mặt vừa này mấy chị nè. Bộ này 60-62kg mặt vừa này. Mấy chị chốt hoặc là bộ lá đi nha. Nó hình chiếc lá hay là cái gì đây cũng không biết nữa. Chốt đại đi mấy chị. Bộ lá comment lên giúp Hoàng là bộ lá 39.000. Bộ lá 39.000 nha. Ồ con chim chứ. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng. Đẹp thiệt sự luôn. Quá đẹp luôn. Bán rồi cái đồ này để về bán Tết đi mà. Rồi ok bộ lá cho Kiều Thủy nè. Bộ lá cho Kiều Thủy ok nè. Cái mã này nó giống cái này giống không khác hả? Cái này khác cái này hả? Rồi tiếp tục nè mấy chị nè. Thì em lấy đây nè em nè. Rồi bộ này mấy chị chốt Hoàng là mã số 3 nha. Mã này mấy chị comment giúp Hoàng là mã số 3. Dễ thương thiệt sự luôn mấy chị ơi. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Form này hơi, cái bộ này hơi đại nè. Mã số 3 chốt đơn lên giúp Hoàng. Trời ơi đẹp thế. Chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là mã số 3 nha. Trời ơi mã số 3. Quá đẹp luôn. Cái vải nó xịn là thôi rồi má ơi luôn. Mã 3 comment lên mấy người yêu ơi. Mã số 3 ok cho cô Kim Loan nè. 39.000 luôn. Tao không biết nha, mai báo sao hồi tao bán xong tao kiểm lại hãng lỗ thấy mẹ tao luôn. Chứ tao thấy đồ đẹp mà giá 39 là hơi tầm bậy rồi đó. Thiệt, thiệt. Mày làm răng cái chút nữa tao bán mẹ cái nhà luôn á. Thôi rồi luôn. Thì mày cứ báo chị bán chứ tao đâu có biết đâu. Ví dụ như nhân viên nó báo là đồ này 30 đi đúng không. Cái này là em bán 32. Nó báo 39 là đồ này 37 em bán 39. Cái em bán chút nữa lỗ thấy má em luôn. Rồi mấy chị này chốt lên giúp em nè. Trời ơi nó báo em 37 là em bán 39 cho em đâu có biết. Em chưa kiểm lại hàng nữa tại vì hàng về ngày hôm qua mà hôm qua đơn nhiều quá đi chịu không nổi luôn mà thấy đồ về cũng sốt ruột mấy chị ráng like. Rồi mấy chị chốt lên cho em nè màu xanh nha 39.000 thiệt chứ mấy bá tùm bậy tùm bạ các chị tiêu luôn quá. Quần mà có túi là mấy chị biết rồi. Hàng mà như thế này là mấy chị biết là 39.000 bộ là mấy chị thấy đỉnh rồi. Đây nè đẹp kinh khủng khiếp không mấy chị. Trời ơi form này cỡ 57-58 kg trở lại mặt vừa nha mấy chị ơi. Trời ơi em nói thiệt chứ không tưởng tượng được là một cái bộ đồ cổ tim nó đẹp cực kỳ như vậy nè. 39.000 chốt đơn lên giúp em nha. Em bán chút nữa má quýnh luôn. Bộ màu xanh chốt lên giúp em mã 32 bộ 39 giờ hết rồi hết nha. Rồi bây giờ em chốt màu xanh này mấy chị nè. Xanh quá trời chị comment ở dưới luôn nè. Số 3 hết rồi mấy chị. Xanh là bé Thúy Bùi có một bộ nè. Bây giờ này cái này có ri hú hồn chi mé chia đủ 3 bộ chứ không chết chết. Rồi ok nè Thúy Bùi một bộ nè. Thúy Bùi là có nè, bộ màu xanh là cho bé Ngọc Vi một bộ này ok nè. Màu xanh cho Kiều Thủy một bộ ok nè. Rồi tiếp tục nè. Xanh 2 bộ ok cho Nana nè. Rồi tiếp tục nè. Xanh mấy chị xanh cho Nguyễn Phụng nè. Thúy Bùi là có xanh rồi. Tiếp tục nè. Xanh cho bé Út Quyên nè.
xanh cho bé Nguyễn Thị Trúc An nè, rồi xanh cho Ngọc Vi nè, xanh 2 bộ cho Hà Mười Út nè, xanh 1 bộ cho Gia Hân Huỳnh nè. Gia Hân Huỳnh khách mới cho hàng số điện thoại địa chỉ nha. Nguyễn Phụng có rồi, Thí Bùi có rồi, xanh cho Út Sự nữa là hết luôn nè. Xanh cho Út Sự là hết luôn. Một đống hồ men ở dưới luôn. Rồi muốn xù người luôn mấy chị. Đẹp quá trời đẹp luôn. Mấy chị thấy đựng cái bị mà ở đằng sau không có cái này là mấy chị biết rồi. Chị nào mà tinh tế là nhìn cái quần nó may thôi là mình cũng biết nữa. Chị nào mà mua đồ tinh tế, hàng này hàng Quảng Châu ngán đẹp nghe. Không có nhiều mà mua hàng, em mới về Tết rồi mấy bà nhỏ bà lôi ra em bán khô máu luôn vậy trời. Trời đất ơi là trời. Rồi mấy chị nè, chốt lại giúp em nha. Mã này nè, con gấu màu đen nha, 39.000 luôn. Gấu đen 39.000, chị nào mà mình nhìn cái hàng là mình biết chất vải nha. Nhìn là biết nha, gấu đen 39.000. Hàng mà toàn quần có túi thì thôi, nhân viên em nghi nó báo tàu lao rồi. Form 58kg trở lại mặc vừa mấy chị. Quần mà nó gập lên, nó gấp ly lên rồi xong rồi nó may, hiểu không? Rồi túi luôn nè. Đó, đồ bộ mà phải như vậy nó mới là đồ bộ đỉnh nha. Rồi em nói là cái này bán 55.000 bộ em còn thấy rẻ, mà bán 39k em thấy tào lao rồi. Gấu đen chốt đơn, mấy chị gấu đen chốt đơn. Đen ok cho bà bé Thúy Bùi nè. Rồi Gia Huynh Thần ok nè. Đen ok, gấu đen cho Ro Sa Nguyễn nè. Rồi mấy chị chốt lên giúp em. Chị nào lấy đen nữa chốt đen nha. Đen mấy chị, đen 2 bộ ok cho Hà Mười Út nè. Dạ cái này quần đùi không? Quần dài xíu nè, em like quần dài ri ha. Rồi cái này tiếp tục màu xanh nè mấy chị nè. Màu xanh đậu nè. Đẹp thiệt sự má ơi. Bộ xanh đậu nha. Chắc em xỉu quá. Màu xanh đậu này em có mấy bộ. Đen hết rồi mấy chị. Màu xanh đậu này có mấy bộ nữa là hết. Cái mẫu này còn hàng không em ơi? Ôi trời ơi, mẫu này còn không em? Cái mẫu Quảng Châu này còn không? 39.000 bộ. Trời ơi. Chị nào lái chốt này giúp em nha. Đây mấy chị nhìn thấy màu xanh đậu cho rõ này. Quần là có túi rồi như vậy nè, 39.000. Mua mà mặc Tết thôi chứ sao nữa, thay hết đồ ở nhà. Trời em nói thiệt chứ quá đẹp. 39.000 xanh đậu chốt lên mấy chị. Xanh đậu ok nè, chú Quyên nè. Xanh đậu cho Tuyền Huỳnh ok nè. Xanh đậu chị Duyên Đào ok nè. Xanh đậu cho Út Sự ok nè. Thúy Bùi ok nè. Rồi hết luôn rồi mấy chị nha. Hết luôn rồi. Bộ này chốt 2 lần dư lại. Màu xanh này hả? Màu xanh này là gấu. Cái này là xanh của xanh này không biết. Xanh này còn bộ này nè. Em không biết là chị nào chưa in phiếu không nữa. Tại vì chốt đủ số lượng là chị quăng ra hết đây. Mà cái không biết là chị nào không. Hai lần, một người hai lần chị. Tên gì em? Ngọc Vy đó. Ngọc Vy 2 lần hả? Rồi không biết mấy chị ơi. Em không biết là cái bộ xanh gấu xanh này nè. Chị nào mà lúc nãy chưa chốt thì chốt lại nha. Em bấm bill bị dư hay sai cũng không biết luôn. Nhân viên nói rứa thì em cũng nói rứa chứ hết luôn á. Cái chừng bấm của chị nào cái chiều không có mấy chị nhăn em chết luôn. Rồi chị nào lái chốt em là gấu xanh nha. Nói chung là 60kg thì cũng được chứ cũng không đến nổi. Với 163 chị. Rồi gấu xanh mấy chị chốt này giúp em. Gấu xanh ok nè cho Nguyễn Phụng nè. 163 hả? Nè. 15 nè, để ra lấy được chụp hình lại nghe vô. Rồi rồi. Rồi xanh gấu hết luôn rồi mấy chị. Cái mẫu Quảng Châu này còn không em ơi? Cái mẫu Quảng Châu này còn không em? Cái mẫu Quảng Châu đó còn không? Ủa chứ cái đồ gì lòi ra đây? Cái này ở đâu ra đây? Cái này ở đâu ra? 35.000 luôn mấy chị. Xét bộ này em sale mấy chị 35.000 luôn. Em cũng không biết nữa ở đâu ra vậy. Sao xét bỏ lung tung cái ri này từ đâu ra? Hả? Lẽ trong cái đống hàng lẻ của mình hay là trong cái hàng theo ri á? Rồi chị nào lấy chốt em là bộ 35 nha. Em cũng không biết luôn. Em bán thí bán lại đại luôn. Cái quần có túi luôn em bán đại. Em lỗ te tua sờ mướt nè. Cái áo kiểu bên phối với cái quần nè. Bộ 35 ngàn nha. Set 35 ok nè. Set 35 cho Hoàng Kim nè. Em bán hồi nó lỗ thấy má em luôn á. Chết luôn. Rồi áo nam đi hả? Rồi ok. Áo nam. Lên liền bà nhỏ ơi. Áo nam. Mấy cái đồ này nó lộn lạc cho em xả luôn đi. Cái này là bộ bé nè mấy chị nè. Bé cỡ tầm là 10-12kg mang vừa. 10-12kg mang vừa em xả luôn cho mấy chị 20.000 luôn. Rồi bé 20 mấy chị. Bé 20 10-12kg gì đó mang vừa. Bé 20 chị nào lấy chốt em là bé 20 nè. Bé hồng 20 nè. Bé xanh 20 nè. Bé hồng 20, bé xanh 20 nha. Bé hồng 20, bé xanh 20.
bé 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 này bé đỏ 20 đi, rồi bé hồng, bé xanh, bé đỏ gì đó em bán đại đi. Không biết hàng này ở đâu mà nó lộn lạc nó tùm lum hết. Bé hồng, bé xanh, bé đỏ nói chung là 10 12 kg là mang vừa mấy chị nha. Rồi chốt lên chứ Hoài. Mà bé nhỏ ai biết bán đại đi, nó lộn lạc nó đó vừa lòi ra mệt thí mẹ luôn. Sơ mi nam không có, bé mà không thấy mấy chị comment màu. Mấy chị comment màu chớ dễ lấy. Bé gì ta? Bé hai bộ cho Hà 10 út này, rồi bé xanh một bộ cho Nga Ngô là hết. Rồi thêm hết. Rồi Hà 10 út hai bộ, Nga Ngô một bộ hết, còn một bộ bé cam này size này nó bự hơn nha. À, cỡ 15 kg mặc vừa. Thôi em bán cho mấy chị 20.000 đi kìa cha nó đi. Rồi chị nào lấy bé cam chú bé cam, Mi hả? Mi mua cho ai mà Mi cũng dành, con nhỏ nhân viên em like mà nó cũng dành cho tao quýnh này quá. Ê cái bộ 3D gung sợi, cái con chuột Mickey nữa đâu đẹp dữ hả? Rồi chú ơi. Rồi chuột Mickey ở đâu đẹp dữ vậy? Mickey mà còn thêm chữ gu xì nữa ha. Rồi đẹp dữ vậy. Hàng Tết mới về á hả? Hàng này mới về á hả? Trời ơi. 39.000 mấy chị ơi. Bộ ngố, bộ này bộ ngố 39.000. Quá xuất sắc luôn. Nhưng mà form này á thì nó sẽ rơi vào tầm là 55 56 kg trở lại thôi nha. Bộ ngố 3D nha mấy chị nha, 39.000. Bộ ngố 3D 39.000. Chị nào lấy chốt đi giúp em nha. 39.000 chị nào lấy chốt này giúp em nè. Cái này là chuột, này là ai biết chuột gì đây? Chuột chuột hồng, chuột đỏ gì ai biết? Chuột và chuột đỏ đi, chuột đỏ nè, chuột xanh nè, chuột hồng nè. Chuột đỏ, chuột xanh, chuột hồng chốt này giúp mày. Chuột đỏ, chuột xanh, chuột hồng 39.000, bộ này bộ ngố mà hàng này hàng 3D. Hàng này là hàng 3D nha mấy chị nha, 39.000 luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng là 39.000, bộ ngố 3D nha. Comment màu nè mấy chị, màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng nha. Hàng này hàng Quảng Châu nè. Rồi chị nào lấy comment đi chứ Hoài. Nhưng mà cái này chị không like nữa là em cất lên liền, có nó rớt ra, bỏ này vô nè. Rồi chị nào lấy comment đi chứ Hoài. Rồi mấy chị chấm bài đi chứ Hoài nha. Mấy chị chấm bài đi chứ Hoài. Rồi hàng qua mã khác cho mấy chị nè. Mấy chị hình như đang ghiền đồ đùi hay sao. Ủa chết mẹ rồi, comment nó trôi ở trên nè, giờ mới thấy má ơi. Rồi bây giờ chốt nè. Cái gì comment nó chạy tùm lum tà la hết trơn, không thấy một cái mẹ gì hết trơn. Mấy chị comment tơi tả ở trên đây mà comment ở dưới. Ngố 39.000 đỏ này, ngố 39.000 là đỏ là cho con bé Ngọc Thị Ngọc này, ngồi gần đây cái xanh là cho con bé Bi Bí này, của xanh mô. Này có xanh mô. À xanh đây nè, ok cho con bé Bi Bí này. Rồi xanh hồng ok cho con bé Thúy Bùi này. Màu hồng với màu xanh ok cho con bé Thúy Bùi này. Rồi hồng cho con bé Cải Bắp này. Hồng cho bé Cải Bắp ok nè. Đỏ hả? Đỏ cho Nguyễn Thị Trúc An nè, ok nè. Rồi chuột xanh là bị hết chuột xanh rồi bà Hoa Lê, giờ còn hồng với đỏ thôi. Đỏ cho Quỳnh Thư nè. Đỏ cho Quỳnh Thư nè. Xanh hồng nè. Thúy Bùi có rồi đúng không em? Thúy Bùi có rồi em à. Xanh hồng Thúy Bùi có rồi. Xanh hết rồi. Rồi nha Phượng Kim Vân Bích. Phượng Kim Vân Bích hết xanh bây giờ để thằng kéo comment. Chuột đỏ Quỳnh Thư có rồi, Trúc An có rồi. Chuột hồng ok, Quỳnh Thư có chuột hồng luôn nè. Quỳnh Thư có chuột hồng nè. Bộ cam bé hết rồi mấy chị. Bộ ngố này dưới 5-6kg mặc vừa, 5-6-5-7kg trở lại mặc vừa. Còn một bộ màu đỏ với một bộ màu hồng. Còn một bộ màu đỏ với một bộ màu hồng. Uống miếng nước đã chứ mệt quá. Hàng đẹp về bán Tết á, mấy bà nhỏ lôi ra hàng bán tơi tả chị. Rồi còn một bộ màu đỏ, một bộ màu hồng nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoài. Một bộ đỏ bộ hồng. Bộ đỏ bộ hồng 39.000 nha. Ủa rồi cái mẫu này là lửng hay đùi hay cái chi tùm lum đi trời. Không biết luôn, chưa kiểm luôn. Cho mình hả? Ok này, hai bộ này cho mình là cho bà Hà 10 út này, hết luôn. Con chuột đó hồi thấy hết luôn rồi bà bé Vân Bích rồi chốt nhanh mới còn hàng này hàng Tết không mà. Hàng này hàng Tết thì qua hình con gấu toàn là hình 3D không. Con gấu này là lửng hay đùi, đùi hay lửng. Rồi gấu 39.000 luôn. Form này 57-58kg mặc vừa. Bộ con gấu nha, mua mặc Tết là y bài luôn, 39.000. Gấu nha mấy chị nha, gấu loan nè. Gấu loan nè mấy chị nè. Có người chốt hết rồi chứ làm gì có, chị không có cái đó không đủ chia luôn á em. Rồi con gấu mấy chị nè, gấu này là có gấu vàng, từ từ đã coi đi nha. Gấu vàng nè mấy chị nè, coi mẫu đi cái đã chốt. Gấu vàng nè, cái này là gấu xanh biển nè. Gấu vàng, gấu xanh biển nha. Từ từ đã chốt nha mấy chị nha. Từ từ đã chốt màu coi đi là chốt. Gấu vàng, gấu xanh biển. Gấu xanh đậu, gấu hồng. Gấu xanh đậu, gấu hồng. Bộ loan nha mấy chị nha. Cao thì 60kg là được các em. Cao thì 60kg thì được. Có lùn thì sợ không được. Trời ơi,
Trời ơi là trời, nó đẹp một cách xỉu luôn. Vừa loan mà còn hình con gấu nữa, ai chịu cho nổi mấy chị. 39.000 một bộ. Rồi xanh đậm. Thôi mấy chị chốt xanh biển, xanh đậu, màu vàng, màu hồng. Xanh biển, xanh đậu, vàng, hồng, 39.000 chốt đơn. Quá đẹp luôn, trời ơi. Đây là dành cho những chị nhỏ con nha. Quá đẹp luôn. Trời ơi, xỉu. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng. Rồi chị nào lái comment nhanh lên, cái comment tùm lum hết không biết đường mà chốt luôn. Muốn sản luôn. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nè. 4 bộ 4 màu cho Thúy Bùi nè. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 bộ 4 màu cho Thúy Bùi nè, chị quăng ra là đủ hết đây. Rồi tiếp tục nè, 4 bộ 4 màu cho Hà 10 Út nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè cho Hà 10 Út nè. Rồi tiếp tục nè, giờ đến nè. Gấu xanh đậu ok cho Phượng Kim nè. Gấu xanh đậu cho Phượng Kim nè. Rồi tiếp tục nè, gấu xanh đậu cho Tuyết Trần nè, ok nè. Rồi tiếp tục nè. Rồi đúng rồi, gấu đủ màu cho Nana nè. 1, 2 nè, 3 nè. Thiếu bộ màu gì nữa ta? Màu xanh biển nè. Ok, Nana 4 bộ 4 màu nè. Nana 4 bộ 4 màu nè, ok nè. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng. 5 bộ rút gỗ hả? Rút gỗ chị bán lỗ cho nên là phải mua thêm. Gấu xanh mà chị không biết Quỳnh Thư là chốt gấu xanh gì, Hoàng Kim không biết. Màu vàng cho Bi Bí nè, ok nè. Màu vàng cho Bi Bí có nè. Mấy chị chốt á, nói chung là sẽ chốt có màu hoặc mới chốt được. Chốt có màu hoặc mới chốt được, cái chốt không có màu không biết đường chốt luôn. Rồi bây giờ chỉ còn gấu xanh đậu với gấu xanh biển thôi. 1 bộ gấu xanh biển, 3 bộ gấu xanh đậu nữa là hết. Hết con gấu nha thì mua con khác. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Bây giờ là còn một bộ gấu xanh biển này. Cái này Hoàng kêu là xanh biển, Hoàng kêu đại đi chứ Hoàng cũng không biết đường luôn mấy chị. Xanh biển ok cho Quỳnh Thư này. Rồi chị nào lấy xanh đậu thì chốt xanh đậu. Còn hai bộ xanh đậu nữa là hết. Đây, cái xanh nói chung là xanh đậu, xanh bơ gì đó. Nó cứ như vậy nè, loang loang như vậy nè. Nhưng mà màu nhu nhu dễ chịu lắm, mát mẻ lắm. Xanh đậu cho em chưa hả? Bi Bí hả? Bi Bí có xanh đậu cho em? Rồi Hoàng cũng không biết luôn mấy chị ơi. Rồi còn màu hồng này Hoàng cũng không biết luôn. Hàng thì nó ít mà người chốt thì lan man hết trơn, mà cũng không biết, nó bấm bill đại luôn đi. Còn màu hồng với màu xanh đậu này, chị nào thích thì chốt, có 39.000 rẻ quá mà. Hàng này hàng Tết cho mấy chị thấy không? Về theo ri theo cây đẹp cực kỳ luôn. Không mua là hết liền. Rồi còn cái màu xanh đậu với màu hồng nha, chị nào muốn thì chốt đi. Thích là mình nhất liền, đừng suy nghĩ gì nhiều. Suy nghĩ nhiều cái mấy khách sĩ nó hốt hết cũng rứa à. Rồi ok nè, Hiếu Hiếu là màu hồng nè. Rồi còn màu xanh đậu nữa, chị mua lái chốt mấy chị. Nhớ là khờ mấy cái màu vô cho Hoàng dễ lái cho mấy chị nha. Rồi hồng nó hết luôn rồi, còn màu xanh đậu à. Màu xanh đậu cho Phượng Kim có nè. Rồi còn một bộ xanh đậu nữa, chị mua lái thì chốt. Rồi xong nha. Rồi mấy cái hàng bán Tết mà Hoàng chưa có kiểm hàng mà nay mua thêm á chị. Tại vì nó thật với mọi người nha, Hoàng xin thề bây giờ trưa là cũng 12 giờ kém rồi. Không nói láo mọi người là cái bộ rút gỗ á, nhập vào là giá 23.000 mấy trăm á. Bán lỗ trên livestream là giá 19.000 là biết chưa? Để câu tương tác cho mấy chị chia sẻ livestream. À, rồi sau đó là khi mấy chị mua một bộ gỗ đúng không? Có 19.000 thì tất nhiên là mấy chị sẽ không bao giờ mua đủ đơn rồi đúng không? Thì lúc đó là tâm lý của mình là sẽ mua thêm những cái sản phẩm kế tiếp để mình đủ đơn đi hàng. Thì lúc đó Hoàng sẽ bị lỗ một món và sẽ bán một món là đắp qua bù, và những món lại sau mình sẽ có lời. Còn bây giờ mua bộ gỗ không mà đi hàng là cắm cái đầu xuống đất nha mấy chị nha. Nếu như ai mua bộ gỗ không 19.000, mua 1 triệu bộ Hoàng cũng không bán luôn. Mấy chị nhớ nha, vì Hoàng bán 19.000 là bán kẹt vô đơn hàng. Mấy chị hiểu như vậy. Tại sao lúc đầu livestream người ta tặng quà, tại sao đầu livestream người ta bán lỗ? Bởi vì phát sinh đơn hàng thì chút nữa người ta sẽ tự động mua thêm, chứ không tự nhiên mua cái đó không đâu đi hàng được, đúng không? Thì những sản phẩm nối tiếp mới bắt đầu là lời. Đó, cho nên là mấy chị mua cái bộ gỗ không, giờ chị nào mua 1 triệu bộ Hoàng cũng không bán nữa. Nhập vô 23.500 xin thời luôn. Rồi chị nào lái chốt này chứ Hoàng, ra sang Nguyễn có bộ rút gỗ này. Rồi Vân Bích là xanh đậu ok nè. Vân Bích có xanh đậu ok nha mấy chị, hiểu không? Đó là Hoàng chia sẻ thật lòng luôn. Chứ cái sản phẩm đầu tiên là lúc nào sản phẩm kéo tương tác đâu có lời. Bán là bán lỗ thí má mình luôn chứ lời đâu lời. Bán lỗ một món để mấy chị nhào vô chứ. Chứ còn nếu như mà vô mà bán bình thường không ai mua hết. Thành ra mấy chị không có kinh nghiệm, mấy chị livestream không ai mua đâu. Mình vô cái mình bán mình lời liền, con ma nó mua cho. Bắt đầu phải bán lỗ người ta mới thích chứ. Tâm lý mà. Tặng quà đi rồi người ta sẽ thích. Thích rồi người ta sẽ mua. A à, đù cái bộ đùi nè. Bộ đùi mấy chị nè. Bộ đùi nè, 39.000.
bộ đùi 3D 39.000 luôn, con chuột Mickey nè, bộ rút gỗ là em thiệt luôn, cho mấy chị đi nhập sĩ được cái giá mà em đang báo cho mấy chị. Rồi bộ đùi form 56 57kg trở lại một vừa 39.000 luôn. Cái này nó nhiều màu của em không biết đường gọi là gì. Cái này mấy chị chốt em là mã 1 đi, em có 4 bộ mã 1. Hả? Cho ai đó không biết nữa, mới in phiếu rồi đó. Cái đó chị nhớ là chỉ có in phiếu ra, hình như Vân Bích hay sao em mà. Vân Bích có rồi thì Đặng Oanh em. Đặng Oanh, cái bộ xanh đậu đó Đặng Oanh nè. Rồi 4 bộ 4 màu chị Bình Nguyễn hả? Khách mới cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. Bộ này bộ đùi hả? Chị lấy 4 bộ 4 màu hả? Mã 1 2 bộ ok cho Hà 10 Út nè. Mã 1 2 bộ cho Hà 10 Út nè. Em không biết gọi màu nên em kêu mã luôn á. Rồi chị nào lấy mã 1 comment giúp em là mã số 1. Mấy chị thấy cái bộ đồ mấy chị mê chưa? Mê chưa? Mã số 1 chốt đơn đây giúp em. Rồi em sẽ kêu qua mã số 2. Vậy em 5 bộ rút gỗ cho chị, thì giờ em cứ mua cái gì phát sinh đi rồi chị sẽ chốt sau. Chứ còn em mua cái bộ rút gỗ không thì chị nói rồi, em có mua 1 triệu bộ chị cũng đâu có chốt đơn đâu. Hà 10 Út ok nè. Rồi nè mấy chị nè, chốt lên giúp em nha. Mã này là mã số 2 mấy chị nhớ nha. Những sản phẩm em bán lỗ là em chỉ bán kèm khi phát sinh đơn thôi. Rồi cái này mấy chị chốt lên giúp Hoàng là mã số 2 39.000. Chị nào lấy mã 2 chốt mã 2 giúp em. Bộ rút gỗ 19.000 ok. Rồi chị nào lấy mã 2 chốt mã 2 em. Chị Bình Nguyễn là 4 bộ này đúng không chị? 4 bộ 4 màu thì để em lựa cho chị xem thử có hài lòng không nha. Cái này nè, ủa sao tự nhiên có bộ lửng trong đây má. Tào lao, mã số 2 tự nhiên bộ lửng trong đây tào lao má. Lửng nó cột với đùi, đùi nó cột với lửng gì tùm lum hết trơn vậy em, đau đầu quá. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em bộ rút gỗ cho Nana ok nè. Rồi đợi em xíu mấy chị, bộ rút gỗ là nói chung là đưa bộ đồ chơi rút gỗ đây coi em. À đây nè, bộ đồ chơi rút gỗ mấy chị ơi. Nó cũng đâu có cái gì đâu, trò chơi giúp mấy bé thông minh đó mà. Đây nè, rồi nó có cây gỗ nè. Rồi ví dụ như là tối hai ba mẹ với con mình chơi nhau, mình rút bớt đi một thanh mà cây gỗ này nó không đổ xuống là thắng. Rồi mình rút bớt đi một thanh là không đổ xuống là thắng cái vậy thôi. Con em với cha nó tối hai cha con cứ thi nhau chơi thôi. Mình rút bao nhiêu mà rút hết rồi cái không đổ xuống là thắng. Đừng có rút ở trên đây nè, rút ở giữa rút từ dưới này rút lên, không được rút cái thanh trên cùng này mà đừng đổ là thắng. Cái vậy thôi. Trò chơi giúp bé thông minh giống như là cái trò chơi Rubik vậy mấy chị. Nó giúp cho bé suy nghĩ, vận động trí não á. Tại vì trí não mình cũng phải vận động thì nó mới thông minh được. Chứ trí não mà không vận động biết thì nó cũng khờ khờ thôi. Em nói thật mà. Văn Ôn thì bỏ luyện trò chơi này, trò chơi giống như trò chơi Rubik vậy đó. Nó giúp bé phải suy nghĩ là kéo cái thanh gỗ nào mà để cho cái bộ gỗ để đừng có đổ cái ầm xuống. Đó là chơi cứ rút từ từ vậy thôi chứ có cái gì đâu. Cái đó mà bằng gỗ không cho nên nó chơi cũng được lâu lắm. Nói chung là nó không làm mất á, thì không bao giờ hư được. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em. Đó bộ rút gỗ trên đây nó còn có mấy cái số này nữa nè. Đó vậy thôi 19.000. Mà em chỉ bán kèm đơn nha mấy chị nha. Chứ còn nếu như mấy chị mà mua không cái đó em không bán đâu. Rồi ok cho Hoàng Kim nè. Rút gỗ cho Nguyễn Thị 10 nè. Rút gỗ cho Hà 10 Út nè. Hoa Hoàng Ngọc Ly nè. Vân Bích nè, Quyền Nguyễn nè ha. Rồi Phượng Kim nè, em chỉ chốt cho những chị nào có đơn kèm theo thôi nha. Chị Bình Nguyễn là 5 bộ 5 màu thì em tìm giúp chị là bộ đùi này 5 bộ 5 màu đi em. Chứ lấy cho em bộ lửng nha hả? À rồi chị Bình Nguyễn là lấy 5 bộ lửng đúng không? Rồi em lựa giúp chị là 5 bộ lửng 5 màu đi. Xong rồi đem qua đây cho chị livestream. Rồi chị nào lấy chốt em là lửng xanh nha, bộ lửng xanh nè. Cái em tri này nó bị lộn lửng với đùi rồi em. Rút gỗ chị Nguyễn Thị 10 khởi quần ok. Còn ít đó em lựa đi. Rồi chị sẽ cho khách xem màu trên live stream luôn. Một là mọi người nhắn tin số điện thoại địa chỉ Messenger cho em. Hai là em sẽ gọi điện thoại chốt đơn. Mấy chị nhớ là nghe máy nha. Không nghe máy là em xả hàng liền à. Em gọi 3 cuộc liên tục mà không nghe máy là em xả em bán cho người khác. Chứ em không alo nhiều tập mấy chị. Tại vì thời gian có hạn mà. Rồi chị nào lấy chốt em là lửng xanh đi, 39.000. Lửng xanh 39.000 nha. Chị nào lấy lửng xanh chốt lửng xanh là 39.000. Cái cục này là lửng này, có bộ đồ xanh lửng này. Lửng xanh 39.000. Cái này lửng nó cột lộ với đùi. Lửng xanh 39.000 nha mấy chị nha. Chốt lên giúp em là bộ này coi lửng hay đùi. Rồi cái này là lửng vàng 39.000 luôn. Lửng vàng 39.000 luôn mấy chị nè. Lửng vàng 39.000, form là 40kg nha, cho đến là 56-57kg mặc được 39.000 một bộ gố. Cái này là 3D nè, cái hình rất là đẹp luôn. Chị nào lấy chốt lên với Hoàng mà con chuột Mickey nữa thương không? Chị nào lấy chốt lên với Hoàng là lửng màu vàng, lửng màu xanh. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng. Rồi tiếp tục là lửng màu hồng nha. Chút nữa là tụi em nhớ kiểm tra thử. Lửng 3 bộ ok cho Hà 10 bút. À 3 bộ lấy cho Hà 10 bút Út 3 màu nha. Chút nữa chị nói mình lẹo lửa luôn nè. Lấy 3 bộ 3 màu cho khách về dễ bán. Đùi thì nhớ lấy cái bút ghi chữ đùi lên nha em nha.
Rồi chị nào lấy chốt hoàng là lửng hồng dầu gió Singapore là em để cho con bé kia trang, để cho con bé kia một lốc cho Lê Huynh á. Rồi em nhớ lấy để ra ngoài đi cho bán hết là chút nó chửi. Rồi ai lấy chốt là giúp hoàng lửng hồng nha, quá xuất sắc luôn. Rồi chị nào lấy chốt là giúp hoàng 39.000. Rồi chị nào lấy comment lên giúp hoàng nha. Rồi xong qua cái mẫu đó đó, không thích thì nhích, không thích thì thôi. Rồi chị nào lấy chốt là giúp hoàng 60kg không chị hoàng ở không em ơi. Cái đồ này 60kg là không vừa nha. Ủa em có lấy không? Em không lấy thì thôi chị xả ra cho, 60kg không có vừa đâu. Cái này là cỡ tầm 57, 58 thôi chứ 60kg không có được. Này dành cho mấy đứa mà cái người nó cảm thấy là nó hơi hót hót xíu á. 60kg thì muốn mặc thoải mái thì thấy Nguyễn Tuân bình thường mà. Em dầu gió Singapore dài, đưa cho chị bộ dài coi. Nó bị lộn tùm lum qua đây rồi. Bộ dài nè mấy chị nè, ba bộ lửng cho vui Nguyễn nè. Đúng rồi, nói chung là 56-57 ký mặc vừa. Ba bộ thì ba màu thôi, đẹp tuyệt vời. Cái ri này ri dài đúng không? Cái ri đó ri dài em à. Cái ri bộ này là ri dài mấy chị ơi. Ri đồ dài nha. Có là ri đồ dài hả? Rồi ri đồ dài. Dài này thì có thể là 60kg mà cao cỡ 1m58 là mặc vừa nha. Bộ dài nè mấy chị nè. Đó là dài hả em? Rồi dài giá mấy đây trời? Dài giá mấy đây trời? À đây là dài đúng rồi, giá cao hơn nè. Dài đúng rồi. Rồi mấy chị, bộ dài này em xe cho mấy chị giá 49.000 luôn. Bộ dài đồ hàng xe mấy chị giá 49.000 luôn nha. Dài 49.000 luôn. 65.000 xả luôn 49 đi. Dài xả luôn 49.000. Ghê không? Dài 49.000 nha. Dài này là có xanh đậm nè, có màu hồng nè, màu xanh đậm, màu hồng với lại màu nu. Dài là có 3 màu, dài có 3 màu, hồng, nu và xanh đậm. Dài nu xanh đậm hồng có 3 màu. Cái này là màu xanh đậm nha. Rồi có màu này, nói chung là màu vàng vàng đi với màu hồng. Chị nào lái chốt lên giúp Hoài nha. Xanh đậm ok cho con bé Kim Thanh Nguyễn, xanh đậm này. Dài 3 bộ 3 màu ok cho Thúy Bùi này. 1 2 3 bộ cho bé Thúy Bùi này. Dài 3 bộ ok cho Hà Mười Út này. 1 2 3 này. Rồi xanh đậm hết rồi luôn Hoàng Kim, giờ còn có 2 bộ màu hồng thôi. Dài này còn có 2 bộ màu hồng thôi mấy chị. Dài này còn có 2 bộ màu hồng thôi. Cái này thì 60kg mặc được nè. Em thích là 65.000 mà em bán một phát 49.000 và chơi vậy đó. Em ưng cái em bán ngơ ngơ chơi vậy thôi. Em thích vậy thôi. Nè bộ này có thể 60kg trở lại mặc vừa ok nha. Rồi Bình Nguyễn là em có lấy bộ lửng không em ơi? Có lấy bộ lửng không? Phôm là nó cỡ 57-58 cái mặc vừa, có lấy thì để xíu nữa chị alo chốt đơn, còn không lấy thì bỏ ra. Hai cái nhiều khi alo chốt đơn lúc đó mình nói lằng nhằng nữa nó tốn thời gian, hiểu không? Ví dụ như là em cảm thấy là cái đồ đó em mua được thì em nói rồi ok chị chốt thì bên chị mới chốt đơn. Còn nếu như không mua thì thôi mình xả luôn, khỏi chốt đơn thì xíu nữa khỏi báo, đúng không? Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoài nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoài nha, màu hồng nha, chị nào lấy hồng chốt hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng nha. Hà Mười Út 3 bộ 3 màu chưa? Rồi Thúy Bùi 3 bộ 3 màu, Kim Thanh Nguyễn xanh đậm. Rồi chị nào lấy chốt em là bộ màu hồng nè. Em có còn 2 bộ màu hồng và 1 bộ màu nu nữa là xong nha. Rồi bộ dài nè, mà 49.000. Đó. Còn ví dụ như mấy chị em hỏi thì mấy chị trả lời đi. Lúc em vui vẻ là mấy chị nên hợp tác với em. Chứ nhiều khi mà để em cấu rồi sau này mấy chị không bao giờ mua hàng em được nữa đâu, vì em cài đặt vô phần mềm rồi, bữa sau mấy chị cứ comment hỏi hoài là em im luôn. Rồi em ơi bỏ của mình Nguyễn ra không lấy chị ơi. Rồi ok em lấy nu ok cho Hoàng Kim. Thành ra là mới vô rồi thấy người ta chốt và thấy khách sĩ của mình chốt đó, cũng tranh thủ chốt theo, chốt xong mới hỏi ký. Bữa sau đừng như vậy nha em nha, nghe ký xong đã chốt. Tại vì chị ở trong livestream này là cả sĩ và lẻ luôn, mình cảm thấy là mình mua về mà mình mặc á thì mình phải nghe số ký xong đã mua. Còn mình mua về mình bán á là người ta chỉ cần mẫu đẹp thôi, ký người ta không quan tâm. Đừng bất chước như vậy, một lần thôi nhắc nhở, lần hai là không cài đặt vô phần mềm, sau này nhìn người ta mua chứ không có cách nào mua được hết, vì Hoàng không bao giờ bán nha. Lưu ý giúp Hoàng cái khúc đó mấy chị nhớ nha. Mua lẻ là mình cứ từ từ mua, mẫu thiếu chai gì đúng không, thấy người ta chốt cái mình cũng vô comment. Bút xa là gà chết nha, mình mà làm ra rồi mà nhân viên Hoàng nó soạn ra rồi, lúc nãy bả chốt 5 bộ đùi cái không chốt được, cái bả chốt qua 5 bộ lửng bắt nhân viên nó tìm đọa ra 5 bộ 5 màu mà mình mà không hỏi lại là chút chiều lại tốn thêm cái tiền điện thoại alo chốt đơn nữa. Cái đó là cái cà chớn á, hiểu không? Hoàng vậy mà Hoàng dữ lắm mấy chị, nu hết rồi Hoàng còn màu hồng thôi, còn 2 bộ màu hồng nha. Mình đừng thấy khách người ta chốt rồi mình vô chốt, mấy shop khác mà như vậy là nó chửi thấy má mình luôn chứ không phải chửi mình đâu. Rồi mấy chị này tiếp tục nè, em qua cái mẫu này mấy chị nè, lửng nha. Và nước lau dài em hết rồi mấy chị. Cái này là mẫu lửng LV nè.
lẫn LV em có màu tím với màu vàng thôi. LV tím, LV vàng 39.000. Hết cái mẫu này là em sẽ lên áo nam. Form này là 56-57kg trở lại mặc vừa, 40kg đến 56-57kg trở lại mặc vừa. Mấy chị nghe kỹ nha, nó vừa có phối beo và vừa có chữ LV như vậy nè. 39.000 một bộ, một bộ Hoàng Lời chưa được 2.000 đó mấy chị. Chốt đơn đi giúp Hoàng, quá rẻ và quá đẹp luôn. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng, chị nào đang chờ áo thun nam chấm bài lên em sẽ like. Còn size 3X và size 2X là nhiều nha. Rồi size nhỏ thì còn chắc sót mấy cái thì em sẽ like cho. Rồi lẫn hai màu. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng, hà 10 út hai màu hai bộ này, lẫn tím trên nhã khăm tăng này. Rồi chị nào lấy lẫn tím, chốt lẫn tím. Chị nào lấy hả LV tím lẫn có rồi, ok. Nana hai bộ hai màu, ok. Đó, đừng thấy khách lẻ của mình chốt và tùm lum hết. Rồi lẫn LV 39 là lấy màu nào bé à? Lẫn hai bộ hai màu cho bé Kim Thanh. Rồi Kim Thanh Nguyễn, ok. Màu vàng cho Ro Sang Nguyễn là hết luôn. Mấy chị thấy không, khách sĩ của Hoàng chốt không đủ chốt đâu. Mấy chị cứ từ từ mua, đừng dành với khách sĩ chi chó khổ. Khách sĩ người ta mua người ta bán mà. Giờ là cái mùa người ta đang tăng tốc về người ta bán. Dầu xanh Singapore, 4 dầu xanh trên Singapore, ok, 95.000. Dầu xanh Singapore mang cho chị đi em. Rồi dầu xanh em, bây giờ em lên áo nam luôn đi. Áo nam còn size nhỏ lên trước, size lớn lên sau, size nhỏ còn sót mấy cái lên trước đi em. Mấy chị chờ hồi xíu nha. Dầu gió xanh Singapore đưa đây cho chị đi. Dầu gió xanh Singapore xe cho mấy chị là 95.000 bốn chai, chốt đơn đi mấy chị còn ít thôi nha. 95.000 bốn chai, chị nào lái chốt lên giúp Hoàng. Dầu xanh ok Nana. Lẫn hai bộ chị Diệu Hoàng bị hết rồi chị. Hết rồi nha chị. Lẫn hai bộ thì chút nữa lựa cái mấy cái hình con thú này đẹp nè chị Diệu nè. Cái hình con thú này đẹp nè, mấy bé nha chị Diệu chắc ok nè. Cái hình con chuột này là em có màu vàng nè, màu hồng nè. Màu vàng, màu hồng, màu xanh nè. Màu vàng, màu hồng, màu xanh 39.000 luôn. Vàng, hồng, xanh. Cái bộ con chuột này nè, vàng, hồng, xanh nha. Đó, cái bộ này là mấy đứa nhỏ nhỏ là mặc ok luôn. Vàng, hồng, xanh nè. Đó, cái mẫu chuột này vàng, hồng, xanh, chốt lên giúp em. Vàng, hồng, xanh, chốt đơn lên giúp em nha. 39.000 một bộ. Mẫu chuột Mickey nè. Đó, mấy bé là nó ưng cái mẫu này cưng luôn. Rồi lấy chốt lên giúp em nha. Vàng, hồng, xanh, mẫu này cũng là lẫn 39.000 nè. Rồi dầu gió Singapore hai nắp xe cho mấy chị luôn. 95.000 bốn chai còn ít thôi. Chị nào lấy nhanh thì chốt. Dầu gió chị Hà 10 út ok, Bảo Ngọc Nguyễn ok. 95.000 bốn chai dầu gió xanh hai nắp hàng Singapore. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng. Ok có rồi nha Ngọc Hiền ơi. Chị nào lấy mình comment lên giúp Hoàng là dầu gió xanh, bốn chai dầu gió xanh, 8 chai dầu gió xanh, một lốc dầu gió xanh. Một lốc là 12 chai xả luôn cho mấy chị là giá 260.000 luôn. Tính ra là cỡ 21.000 một bộ á. Đó, quá luôn. 21.000 mấy trăm đồng một chai á. Chị nào lấy chốt này giúp Hoài nha. Hồng ok nè. Hồng ok cho Thúy An nè, ok cục cưng nè. Hồng Thúy An nè, Thúy An có đơn rồi thì em bán cho con bé 5 bộ gỗ. Còn nếu như không có đơn là thua. Rồi ok ok, tuyến hình chiều chiều Hoàng soạn cho. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng là dầu gió xanh Singapore nha. Để Hoàng qua mẫu cho nhanh. Một lốc là 12 chai, giá sale 260.000 luôn. Rồi xong, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Rồi bây giờ qua áo thun nam nha mấy chị nha. Qua áo thun nam nha. Qua áo thun nam nha mấy chị nha. Áo thun nam nha. Bây giờ nam là cái size này là size XL này. Size XL này của chị này này gọi không. Chuột vàng, chuột hồng ok chị Diệu Hoàng nè. Chuột vàng nè, chuột hồng cho chị Diệu Hoàng nè. Kiểm tra bộ này có phải lửng không em nha. Rồi ok nè, ok chị Diệu nè. Rồi chuột vàng, chuột hồng em lấy bộ lửng á. Chuột hồng á, kiểm tra bộ lửng. Áo thun nam size này size XL này của chị này không đủ đơn em xả ra nè. Ok. Còn mấy màu này thôi. Hết màu hồng rồi chị Diệu ơi. Nó còn màu, em vừa lấy cho chị Diệu là màu hồng đúng không? Chị Diệu ơi, chị Diệu lấy màu xanh đi. Màu hồng nó có bị màu đùi rồi. Từ từ mấy chị, áo nam thì đợi nhân viên em soạn ra, có gì em like cái đó chứ mấy chị hỏi em cũng chịu sầu, em cũng chả biết sai gì luôn. Chị Diệu ơi, em có màu xanh này thôi chứ màu hồng là nó bị bộ đùi cha rồi, bộ lửng đùi rồi. Nó bộ đùi hồng rồi. Hồng này có một bộ hồng à. Lấy. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng nha. Chị nào lấy comment này giúp Hoàng. Chị nào lấy comment này giúp Hoàng nè. Cái hồng đùi nè. Chị Diệu ơi, nó bị lộn bộ này, bộ đùi mất tiêu. Rồi bây giờ nè. Có lửng rồi chị Diệu ơi. Có thế chưa. Nó vừa lộn vừa lửng đùi. Rồi chia một đứa vô trong shop á, trong kho em. Lấy áo nam ra cho chị like đi. Đẩy hết cái hàng qua một bên. Rồi bây giờ em lên áo nam cho mấy chị nha. Mang hết ra. Size này em đang mang size 2X với 3X không à. Ở trong sáng chị thấy là trong kho có size L á. Mang size L ra.
size nào còn ít thì mang ra trước, rồi còn size bự mình like sau. Rồi bây giờ em like cái mẫu này là XL trước cho mấy chị nha. Quần nam thì không có, em chị Hoàng đang săn đây nè, Hoàng đang săn đây. Rồi mấy chị nè, cái này là size XL nha, 80kg như chồng Hoàng mặc rất đẹp. Ủa cái này để cho ông ba này đi nè, bữa áo không cổ thôi, cái này đủ màu luôn. Thôi bưng vô cho ổng đi. XL thì 80kg mặc vừa. Mà chết mẹ rồi, có cô kia chốt rồi. Một cái xanh đậm ok cho út sự nè. XL xanh đậm cho út sự nè. Kệ lấy luôn em hả? Dạ không, em tìm được bộ lửng rồi. Em tìm được bộ lửng cho chị rồi. Hai bộ đen sau lưng chị hả? Hai bộ đen mô ta. Hai bộ đen sau lưng chị không thấy luôn. Mấy chị ơi, cái này á là chốt từng màu nha, xanh đậm hết mẹ rồi. Còn cái này để đem vô trong ba nè. Đem vô trong ba đi. Đây nè, size này size XL đây nè. Xanh XL hết rồi đó. Rồi màu đỏ size L trước đi. Màu đỏ size L nè. XL còn không em? XL còn không em? XL cái mẫu này nè. Của em ngày hôm qua cái áo khoác Burberry á, chị thấy nhiều người thích chốt mà sao có người không đủ đơn hay sao em bỏ em sọt vậy. Vô. Màu đỏ này size L nha mấy chị nha. Màu đỏ cổ này size L nè. Đỏ cổ này size L, dưới 80kg mang vừa. Nói chung là 70kg trở lên 80kg là mang ok. Rồi chị nào lấy đỏ L chốt hoặc là đỏ L, ai vậy em? Đỏ L, chị nào lấy đỏ L chốt lên em là đỏ L. Quá đẹp xuất sắc luôn. Ông ba chịu rồi đúng không? Đẹp ông quá. Ông để đó đem ba thử. Chứ sao nữa. Rồi đỏ L chốt lên giúp Hoàng là đỏ L nha. Quá đẹp luôn. Hàng này làm gì có đỏ L chị Hoa Nguyễn nè. Đỏ L một cái cho Hoa Nguyễn nè. Rồi đỏ L một cái cho Hoa Lê nè. Đỏ L ba áo cho Nana nè. 1, 2, 3 nè. Rồi cái áo này 590.000 một cái. Nana hết luôn nè. Mấy chị biết không? Cái màu đỏ này nè, mà Hoàng xin nó lại cái mạc đây nè, Hoàng xin nó lại cái tem thôi. Đây nè, đỏ này là đây nè, Hoàng xin lại cái tem đây nè. Hoàng xin lại cái tem là giá bán là 590.000 một áo, hàng Việt Nam xuất khẩu mà. Đỏ này có size 3X luôn nè. Ghê không? Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. 99.000 hai áo rồi, cái màu đỏ em thấy hết rồi, size L hết rồi. Size L còn nữa không em? Cái này size 2X nè. Size này size 3X nè. Ủa chứ size X, ủa size em cầm ra size 3X không vậy? Có size nào nhỏ hơn nữa không em? Size 2X. Nó 3X luôn mà. Thấy đâu, mới có cầm size 2X cho đâu chị like. Size 2X không ạ? Size 3X không ạ? Sắp 2X cho mà. Làm gì có size nào 2X, cái lóc này 3X luôn, cái lóc này 2X ha. Còn cái lóc XL đâu? Lóc XL nữa em. Rồi bây giờ em like cái size 2X nha. Em cũng không biết luôn. Em vô trong kho em kiểm tra giúp chị nha. Đỏ 2XL hả? Cái đỏ đó 3X luôn em. Cái đỏ này là 3X luôn chứ không phải 2X đâu. Đợi Hoàng xíu, đợi Hoàng xíu. Bây giờ mẫu nó từ lưa hộp dưa, Hoàng đang like tứ lựa luôn nè. Cái này là size 2X trước đi mấy chị nè. Size 2X trước đi. Nói chung là 70kg đến 8. Nói chung là 80kg, 85kg. Rồi mấy chị nè. Cái này là size 2X nha. 2XL giúp Hoàng nha mấy chị nha. Chắc là 80-85kg. Đen trắng nè. Đen trắng size 2X mấy chị nè, để Hoàng mặc thử vô coi. L còn màu nào nữa không chị hả? Chị đang nói nó vô kho tìm nó chị cũng không biết luôn. Cái này là size 2XL nè, em mặc thử cho mấy chị nè. 5 cái lấy đại hả? Rồi ok chị Hà 10 út này, để em nói nhân viên nó lựa cho mấy chị nè. Đây em đang mặc là cái này là trắng nè, nó đi đường đen nè, size 2XL. Nói chung là 80kg là em biết mặc vừa. Tại vì em 70kg mà em là nữ nè. Đó. Rồi chị nào lấy chốt em nha. Trắng đen size 2XL. Trắng đen size 2XL nha. Chị biết gì thôi à. Trắng đen size 2XL chốt lên giúp em nha. Nói chung là cỡ 80kg á mấy chị. Thấy vậy cho đàn ông 80kg nha. Chị nào lái chốt em là trắng đen size 2XL nè. Nói chung là tính ra có 49-50 ngàn. Cái áo rẻ quá trời luôn. Ok nè, cho Tuyền Huỳnh nè. Tuyến Huỳnh nè. Rồi ok nè, hết nha mấy chị nha. Giờ em qua cái mẫu cam size 2X nè. Còn lại để mấy đứa nó đi soạn cho em không biết luôn. Cái này còn ít lắm. Ở đâu trong kho á, em like hết cái mẫu áo nam nè em xuống. Còn 2-3X thôi hả? Không còn size L, không còn gì hết hả? Rồi chị nào lấy cam chốt em là mã cam nha. Mã cam mà này chồng em cũng có cái này. Size 2XL nè. Cam 2XL chốt đơn đây giúp em mấy chị. Nè. Cam này size 2XL nha. Chị nào lấy chốt này giúp em. Cam size 2XL nè. Gì em? Thì 5 cái áo đủ size đó em. 5 cái áo đủ size, đủ màu. Cái này là 80kg mặc vừa. Chắc em mặc như cái đầm luôn. Chị nào lấy chốt em giúp em là cam. Cam size 2XL nha. Rồi em like vậy thôi chứ em đừng có bung mẫu ra nữa. Bung mẫu ra là vã lắm. Rồi cái này là đỏ size 2XL nè. 3X là nó bự lắm chị. 3X cả tạ mặc vừa luôn. Rồi chị nào lấy đỏ chốt em là đỏ size 2XL.
Rồi, vàng size 2XL. Vàng size 2XL. Cái em đang mặc là size 2XL mấy chị. Nếu như trọng mấy chị mua về mà lỡ ổng có lùng nó ngắn quá thì mình đi cắt bớt lên một xíu thôi. Áo xịn mà. Rồi, chị nào lái chốt lên giúp em. Em nói thiệt, tại vì áo này áo Việt Nam hàng xuất mà. Lấy chị một cái áo đỏ 3XL. Áo đỏ mà 3XL nó bự lắm nè. Áo đỏ 3XL đâu. Này này 590.000 một cái này. Nhưng mà bự từ thù lù luôn mà có cổ nghe. Rồi, chị nào lái 2X kèm màu giúp em. Thấy là còn cam, còn vàng, còn đỏ. 3X 590 nè hả? 3X 590 nè hả? Size 3X để em coi thử coi. Size 3X chắc cả tạ mặc vừa mấy chị. Size 3X này chắc cả tạ luôn. XL cũng hết luôn rồi hay sao? Hết luôn rồi sao? Rồi chị nào lái chốt em nha. Cái này là size 3XL chắc cả tạ. Giá bán này hàng Việt Nam xuất khẩu mà mấy chị. Lâu lâu em xin nó để lại cái mạc vậy thôi. Chứ còn đây là lô này nè. Rồi mắc tiền lắm luôn á. Hàng xuất cho nên là form nó hơi bị bự bự nha. Rồi chị nào lái chốt lên giúp em. Rồi cái này là nó có màu trắng xanh nè mấy chị nè. Trắng xanh size 2X nha. Rồi bây giờ chỉ còn size 2X với 3X thôi. Chị nào thích là mà em like cho. Còn không là thôi em cột lại em cất đây. Còn size bự không à. XL hết luôn rồi em ơi. Còn cái này là size em. Còn cái này là size 2X với 3X không à. Còn size 2X với 3X không. 3X thì em có là có một 3X là thấy đẹp nha. 3X là có vàng cổ nè. Rồi có cam cổ này. 3X mà đẹp thì cái lấy đi em. Chồng chị to tướng lắm hả. Chị Diệu Hoàng ok nè. Chị Diệu Hoàng chị lấy cái đỏ size 3X này ok nè. Trắng xanh nè. Trắng xanh là cho tuyết trần nè. Trắng xanh ok size 2X cho tuyết trần nè. Rồi hết mấy chị ơi. Hết nha. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng. Cái size 3X này là em có nhiều mà toàn có cổ không hơi bị đẹp á. 3X thì vẫn có cổ đẹp nè. Mà vẫn hơi bự nha. Đây nè. Có cổ size 3X là có cam nè. Cam mà cái tay nó đi cái viền đen nó đẹp ghê không. Lấy giờ em lấy cái 3X em mang luôn chị rồi. Rồi thôi nha mấy chị nha. Rồi em qua mẫu á. Nó chỉ có là size 3X với 2X thôi. Chị nào mua thì mua không. Mua thì thôi. Cam cổ 3X ok cho kim sang nè. Cam cổ 3X cho kim sang ok nè. Cam cổ size 3X cho kim sang nè. Rồi vàng cổ. Dạ hàng này hàng xuất mấy chị. Hàng này hàng xuất nha. Vàng 3X cho chị Diệu Hoàng nè. Hàng này hàng xuất cho nên là form nó bự sẵn như vậy đó ha. Rồi mà form bự này thì mua không có. Cổ rưới chứ phải. Mày kim sang ok nè. Cam cổ nè. Lên áo khoác nam. Áo khoác nam làm gì có mà lên đây. Làm gì có mà lên. Muốn lên nó cũng không có. Đây nè mấy chị nè. Em mặc thử cái size 3X màu vàng cho mấy chị coi nha. Em là 70kg nè. Thì chắc không ấy thôi. Em mua em mặc. Nói chung là em mặc với cái đầm đó cũng dễ thương chứ có sao đâu Dung ha. Nói chung là nếu như mà đàn ông mặc là có thể nó bị dài thôi. Chứ còn cái bề ngang này thì ok đúng không. Bị dài thì mình về mình đem đi chợ nó cắt ra phát mấy chị. Chứ cái áo này xịn lắm nè. Nó cắt nó lên lại đường lai thôi chứ có cái gì đâu. Mà áo xịn còn hơn. Nó xịn còn hơn. Cam và đỏ 3X hả. Cam 3X còn không em ơi. Màu cam mà có cổ 3X còn không. Ủa đỏ 3X á. Đỏ 3X để em coi thử có còn không nha. Cam với đỏ. Đỏ 3X là đang còn một cái nè. Cho cô Vân Trường nè. Chứ còn cam thì không biết, màu vàng thì đang còn mấy chị nè. 3X nè em còn cái size màu trắng này nè. Trắng này mấy chị nè, chốt đi giúp em. Chị nào lái chốt đi giúp em nè. Trắng nha. Size 3X nè. Ủa XL đang còn nè em nè. XL đang còn nè em like cho mấy chị nè. Rồi chị nào lái chốt em nha. Cái này là trắng nè, size 3X nha. Trắng mà nó phối như vậy size 3X nè. Ôi chú cha. Like mấy cái này 3X hay chị em đuối quá. Vàng trắng size 3X nè. Rồi bây giờ còn mấy cái size XL. Size XL là 80kg, 70kg, 80kg mặc vừa. XL nha. XL em có màu đỏ nè. 80kg trở lại thì mặc size 2 à, mặc size XL được nè. XL nha mấy chị nha. XL nè. Đỏ XL chốt lên giúp em. Nam 75kg là dạt ra ngoài chơi luôn em. Thua. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu dành cho mấy ông chồng to như quả bơm. Còn mấy ông chồng mà nhỏ là ra ngoài thôi. Thua. Chịu chết. Chị nào lấy? Không lấy cam lấy trắng hả? Rồi ok nè. Rồi cô Vân Trường lấy trắng em. Cô Vân Trường là lúc nãy lấy một cái gì đó. Màu đỏ với màu trắng đúng không? Ủa lúc nãy là cô Vân Trường lấy một cái đỏ 3X với cam 3X hả? Giờ cô đổi thành cái đỏ với cái trắng. Rồi đỏ XL mấy chị nha. Đây nè đỏ XL nè. Quá đẹp chưa. Ai mua rồi biết chất lượng ha. Đỏ XL ok cho Út Sự nè. Hai cái XL hả. Đỏ XL cho Kim Sang nè.
mấy chị nè, mấy chị lựa từng cái đi, chứ em bây giờ em cũng không biết luôn. Rồi chị nào lái chốt đây giúp em nha. Chị Nguyên mua giùm chị ba cái rồi, vải đẹp mê luôn em. Dạ hàng này là đó, à là chị Nguyên bữa mua giùm chị, ghé vào shop em lựa đúng không? Đỏ chị Băng Tâm nè, ok nè. Đỏ XL cho chị Băng Tâm nè. Dạ thì quá đẹp luôn mấy chị, khỏi cần nói luôn. Hàng này là đúng ra mấy chị mua phải mấy trăm ngàn cái đó, 500 mấy nó để giá anh bao bì đó, em đâu có nói láo gì đâu. Rồi XL nha, đỏ XL cho Nguyễn Thị Trúc An nè. Nguyễn Thị Trúc An nè, em like hết cái mẫu nam này em xuống live stream nha. Đỏ nè, đỏ XL, chị nào lái chốt lên giúp em. Đỏ XL chốt lên giúp em nha. Có cổ là XL là chỉ có màu đỏ thôi à. Màu đỏ XL nha. Rồi chị nào lấy nữa chốt lên giúp em. Còn cái này là cũng size XL luôn nè. Áo sơ mi trắng trơn còn không chị hả? Giờ cái nó tìm không ra. Rồi mấy chị nè, cái mã này cũng là đỏ XL cho chị Diệu Hoàng nè. Đỏ XL chồng em mà ổng chưa có hơn mười mấy cái luôn á. Tết thì khỏi mua luôn. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nha. Cái này là mấy chị chốt lên cho Hoàng là cái đỏ này, mà đỏ phối sấy trên L có cổ. Thì hồi nãy cái đỏ kia là nó may theo kiểu chất cá sấu đúng không? Còn cái này thì nó may theo kiểu là size 2X có không chị thấy? Chị vừa like xong rồi đó em. Thấy thì nãy giờ chị like quá trời đó. Mà em không lựa rồi, giờ em hỏi gì nữa. Chị like hồi nãy giờ size 2X, 3X quá trời rồi. Nhân viên nó mới tìm ra được cái cục size 1X mà. Đây nè, cái này là đỏ phối mấy chị. Cái đỏ mà mấy chị vừa mua là đỏ không thôi đúng không? Đỏ không thôi đúng không? Mà nó có chất như cá sấu đúng không? Chất này thì nó như chất thể thao. Rồi nha. Rồi đỏ phối ok chị Diệu Hoàng nè. Đỏ phối đâu rồi, ok nè. Đỏ phối chị Diệu Hoàng nè. Một cái nè. Đỏ phối cho cô Kim Loan một cái nè. Đỏ phối cho cô Kim Loan một cái nè. Đỏ phối chị Băng Tâm một cái nè. Đỏ phối cho Kim Sang một cái nè. Kim Sang một cái nè. Ok nè. Rồi đỏ phối chị Hoa Nguyễn một cái nè. Ôi cái này, ủa chết mẹ rồi. Chị Hoa Nguyễn một cái là hết nè. Đỏ phối đâu có đâu. Cái đỏ phối là nó có cái đường phối màu trắng này nè. Nhớ nha em nha. Chứ còn hết rồi. Cái này là qua đỏ này là đỏ trơn rồi. Đỏ này là đỏ trơn chất cá sấu rồi. Đỏ trơn này chất giống cá sấu rồi. Hết mẹ rồi. Hết mẹ rồi mấy chị ơi. Hết rồi. Mấy chị chốt lại sao không có đọc tên là không có nha. Hết rồi. Rồi XL em còn hai cái màu trắng này. Cổ này của tròn nha. Đỏ cổ size 2X hả? Đỏ cổ có size 2X không em? Cái này nè, cái mã cá sấu này có size 2X không? Phường Kim hỏi chị cũng không biết luôn. Tìm thử coi. Rồi cái này là size XL luôn mấy chị. Mấy chị từ từ nghe size thôi một chút nha. XL em có hai cái trắng tròn này, hai cái trắng phối như vậy nè. XL nè, đó đẹp không? Hai cái trắng XL cho Nana luôn nè, là hết luôn. Hai cái trắng XL cho Nana nè. Rồi cái này là cái cam XL nha. Em có một cái cam XL. Một cái cam XL nè mấy chị nè. Một cái cam size XL nè. Nhớ là kiểm tra size số cho khách đàng hoàng nha. Cam XL chốt lên giúp em nè. Ôi mà đẹp lắm nha. Cam XL có một cái duy nhất thôi. XL là khách cũng mua sạch luôn á. Cam XL em có một cái. Cam XL ok cho NH Diệu nè. Cam XL cho NH Diệu nè. Rồi em còn một cái đỏ XL nữa nè. Đỏ XL nha. Đỏ XL nữa là hết mấy chị. Chốt lên giúp em là đỏ XL là hết luôn. Đỏ XL là hết luôn mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Bản thân em mà nhập được cái lô này em còn mừng hơn gì luôn. Chồng em mà còn khó tính mà ổng còn khen áo đẹp nữa. Đỏ XL mấy chị chốt lên giúp em. Đỏ XL nha. Dạ đúng rồi, hàng xuất á. Cho nên là nó hơi to mấy chị. Đỏ XL chốt lên giúp em. Đỏ em chưa thấy chị nào hợp em. Đỏ XL chị nào lái chốt lên giúp em nha. Đỏ XL. Đỏ XL ok cho Hà 10 út nè. Size 2X là muốn có cổ thì em có màu trắng đen nè mấy chị nè. Đỏ XL hết luôn rồi mấy chị ơi. Rồi hết luôn rồi đó. Rồi mấy chị nè, cái này là size, này là size 2XL nha. Size 2XL mấy chị nhìn nè, 2XL. 2XL em có màu này nè. Nè coi mấy chị coi này, hàng xịn cho nên là nó có kèm theo có hộp nút hết á. Mấy chị là biết cỡ nào đó. Size 2X nha, em có cái màu này có cổ thôi. Size 2X em có cái màu này có cổ thôi. Đẹp chưa? Màu trắng mà đi với màu đen tuyệt vời luôn á. Rồi chị nào lái chốt em size 2X giờ có cổ, chỉ còn đúng một mẫu này thôi. Không có quần nam đâu em. Không có quần nam rồi, Hoàng xuống livestream luôn mấy chị, trễ rồi. Cho một đứa nó về nó ôm căng ăn cơm. Đây nè, ôi đen đi với trắng đẹp ha. Hợp ha Dung ha. Chị nào lái chốt em 2XL trắng, 2XL ok nè.
trắng 2XL cho con bé, cho con bé Phượng Kim này. Trắng đi cái đường viền đen quá xuất sắc, sắc luôn. Trắng đi cái đường viền nha. Rồi chị nào lấy chú em. Ê, trắng đi cái đường viền xanh này, có một áo thôi nè, bữa chụp hình đó. Ok nè, trắng 2XL phối đen nè cho Thanh Loan nè. Hôm nào mặc áo đỏ là biết của Hoàng My. Dạ ok nè. Em một cái nữa ok nè, cho Phượng Kim nè, cho Phượng Kim một cái nữa nè. Quá rẻ luôn mấy chị ơi, thiệt. Trắng phối xanh cho Thanh Loan có rồi đúng không ta? Thanh Loan ok một cái nè. Ủa, trắng phối xanh cho Thanh Loan nè. Là hết luôn mấy chị. Giờ nó chỉ còn phối màu đen giống em mặc thôi nha. Trắng phối màu đen cho nó mạnh mẽ. Màu xanh thì nó hơi kiểu như là nhu mì xíu. Em thì em thích màu trắng đi với màu đen cho nó nam tính. Đẹp. Thật là X-Men. Rồi, trắng phối hả? Đây, trắng phối đen, Phượng Kim có hai cái rồi này hết nha. Size 2X có cổ là chỉ có rứa thôi. Trắng đen chị băng tâm có rồi đúng không? Chị băng tâm trắng đen ok này, size 2X nè. Của size 2X đó nha chị nha. 70, 7 mấy ký gì đó, 7 mấy, 80 ký gì đó. Có thể là nó hơi dài xíu mấy chị, chứ còn rộng thì nó không rộng đâu. Trắng đen size 2X lần chị, trắng xanh hết nha Phượng Kim nha. Trắng đen size 2X lần chị Phương Dung ơi. Mấy chị nhớ nghe kỹ là chốt cho em. Rồi rồi thôi em xuống livestream luôn, size 2X là có rứa thôi. Có cổ nó chỉ có một mẫu thôi. Có cổ là có một mẫu thôi. Cái áo này size gì vậy? Size 3X mà sao đựng trong cái bị 1X các chị thấy thứ. Rồi em xuống livestream luôn mấy chị nha. Rồi em xuống livestream luôn đây nha mấy chị nha. Cái mẫu có cổ là nó chỉ có một đứa thôi. Giờ em xuống livestream cho mấy đứa nó nghỉ ngơi, nghỉ khỏe, gom lại, dọn dẹp, cất, nghỉ khỏe. Bye bye mấy chị nha. Bye bye mấy chị đây. Chiều em phải làm xong đơn rồi em mới livestream tiếp mấy chị ơi. Live 1 ngày 2K chắc banh cái cuốn họng luôn á.